Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube VOV Nghe là Mê Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ Nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Hứa ứng lắc đầu cười nói, trí tôn cảnh, có lẽ là rất nhiều trí tôn điểm cuối cùng, nhưng cũng không phải là ta điểm cuối cùng. Ta còn muốn đi bất hủ cảnh nhìn một chút, đến bất hủ cảnh, ta sẽ còn nghĩ đến phía trước là còn có hay không những cảnh giới khác. Nếu như đạo Pháp của ta không biến báo, liền vô duyên cảnh giới cao hơn. Lúc này, Pháp bảo ngược lại trở thành vật cản của ta. Ngư cơ đạo nhân nhíu chặt lông mày, đi vào chúc thiền thiền bên người, nói thiền thiền, người muốn ta làm sự tình, ta đã làm qua. Ta chủ động ăn nói khép nép, muốn vì hắn luyện chế pháp bảo, chỉ là hắn không vui. Hắn nói, pháp bảo sẽ hạn chế thành tựu của hắn. Trúc Thiền Thiền cả giận, ngốc tử này. Ta đi gặp hắn, nàng vứt xuống công việc trong tay nhi, tới gặp hứa ứng, khoái ngôn khoái ngữ của trách nói, ta mời ta sư tôn giúp người luyện chế chứng đạo pháp bảo, người làm sao lại không lĩnh tình. Cho người luyện chế pháp bảo, cũng là vì tính mạng của ngươi suy nghĩ, người có pháp bảo, đối phó tiên đế lúc, cũng nhiều một phần nắm chắc. Nguyên lai like là chuyện này hứa ứng cười ha ha trúc thiền thiền hung dữ nguyết hắn một cái thở phì phò nói ngươi còn cười không đem mệnh của mình coi là mệnh hứa ứng cười nói tiên đế trí tôn xưa nay không là của ta mục tiêu ta chỉ là muốn đánh chết hắn mà thôi không cần lo lắng hắn tại thu hoạch ta thời điểm cũng đã đã chú định tử kỳ trúc thiền thiền gặp hắn lòng tin tràn đầy lo lắng nói ta hỏi qua tổ long cùng vi tự bọn hắn nói ngươi không cách nào đột phá đến trí tôn cảnh ta liền muốn, ngươi có thể có món pháp bảo cũng là tốt. Sư tôn hắn còn không vui cho ngươi luyện chế, mắng liệt liệt nói ngươi là tiểu bạch kiểm, rất là căm thù. Hắn nhất định mù, hứa ứng sờ lên mặt mình, có chút hít tự đắc, ngư cơ đạo nhân ngược lại là tuệ nhãn biết châu. Thiên thiên lão tổ không cần lo lắng, ta người hiền tự có thiên tướng. Trúc thiên thiên đành phải do hắn, nói, sau khi ngươi chết, ta cho ngươi đốt thêm điểm giấy, ở phía dưới không cần ủy khuất chính mình. Hứa ứng muốn đánh nàng, chúc thiền thiền cuống quyết liền chạy hứa ứng đổi mấy bước chúc thiền thiền vào tới một đám thiên công bên người nói có người muốn đánh ta soạt mấy trăm hai tay để trần thiên công nhao nhao đứng dậy lưng hùm vai gấu cường tráng dị thường sắc mặt khó coi hướng hứa ứng nhìn tới chúc thiền thiền dương dương đắc ý hướng hắn thẻ lưỡi hứa ứng lo lắng cho mình đánh chết người liền đành phải do nàng hồ nháo lúc này tâm hắn có cảm giác nhíu nhíu mày trầm giọng nói thiền thiền mang theo người của ngươi tránh một chút thiếu niên chúng ta không tránh bên trong một cái hùng tráng hắn tử quát người khi dễ chúng ta đại tỷ hắn còn chưa nói xong hứa ứng cười ha ha nói là vị đạo hữu nào sát khí nặng như vậy thanh âm của hắn vang lên trong nháy mắt thiên hải mặt biển phương viên vạn dặm sóng cả nảy sinh thanh âm nhấc lên cuồng phong sóng lớn giống như thiên lôi nổ vang sau lưng của hắn tất cả thiên công đều nói không ra nói đến thậm chí nhìn thấy hứa ứng đứng ở nơi đó không động mình cùng hứa ứng khoảng cách lại càng ngày càng xa bọn hắn cùng hứa ứng ở giữa không gian không ngừng từ ta bành trướng dẫn đến bọn hắn rất nhanh liền thấy không rõ hứa ứng khuôn mặt nhưng nói đến kỳ quái vô luận là hứa ứng vẫn là bọn hắn đều vẫn là đứng tại bến đò trên ụ tàu hư không chi đạo gần như đại thành ngư cơ đạo nhân đi vào bên cạnh bọn họ ngóng nhìn hứa ứng không khỏi khen tu luyện tới loại trình độ này cùng thanh huyền năm đó không sai biệt lắm hứa ứng có trí tôn thực lực đế thanh huyền thái nhất chi đạo bên trong bao quát hư không chi đạo Ngư cơ đạo nhân là khi đó thiên công bộ tổng công, là đế thanh huyền luyện chế trí tôn pháp bảo, tự nhiên đối với đế thanh huyền tiến cảnh tu vi rõ như lòng bàn tay. Ngư cơ đạo nhân cũng là đại la kim tiên, tầm mắt kiến thức cực cao, từng tại nhân gian giới cùng lão đối đầu cửu cung đạo quân một trận chiến, cùng cửu cung lưỡng bại câu thương. Bất quá lần kia là mượn nhân gian giới địa lợi, vận dụng hắn tại nhân gian giới thu thập đạo khóc luyện chế pháp bảo, mới có cùng cửu cung lưỡng bại câu thương cơ hội. Nếu là ở địa tiên giới giao phong, hắn liền không cách nào cùng đại la diệu cảnh chống lại. Nhưng người tới đáng sợ hơn, ngư cơ đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, sát khí sôi phản, có chu thiên đoạn đạo ý chí, đáng sợ như thế, chỉ có một người mới có thể đạt tới như thế sát khí. Chí tôn diệu la, chí tôn diệu la, vì tự mắt lộ ra tinh quang, quanh thân sát khí tràn ngập. Cùng diệu la khác biệt chính là, khí tức của hắn là sát khí, cái gọi là sát, là lệ quỷ, là hung ác chi khí mà trí tôn diệu la khí tức thì là sát khí, chém giết hết thảy địch nhân sát khí. Nhưng gặp đầy trời kiếm vân hướng bên này cuốn tới, kiếm khí cuồn cuộn như mây khói đồng dạng, đè ép mặt biển, đợi đi vào hứa ứng đỉnh đầu, bỗng nhiên liền gặp kiếm vân mưa rơi, vô số đạo kiếm khí như là nước mưa giống như rơi xuống, dày đặc không gì sánh được. Bực này mưa kiếm căn bản không thể nào ngăn cản, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều là đáng sợ như thế, có thể chảm thiên quân. Nhưng mà mưa kiếm còn chưa rơi xuống, liền gặp có kiếm khí từ hứa ứng thể nội phóng lên tận trời bá một tiếng đem vô số rơi xuống kiếm khí bổ ra trên bầu trời một đạo hào quang vô cùng sáng tỏ hiện lên kiếm vân vỡ ra vô số kiếm khí nhao nhao phá toái hứa ứng sừng sững tại kiếm vân phía dưới bay là tả kiếm khí nhao nhao phá diệt rền vang bay là tả như là lá dụng luận kiếm đạo tu vi hắn cũng không kém chút nào nhưng vào lúc này đột nhiên trên mặt biển một đạo kiếm khí đánh tới xa xa liền thẳng đến hứa ứng mà đi kiếm khí sát mặt biển cuốn lên đạo đạo sóng nước, tựa như vòi rồng, càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. Vòi rồng kiếm khí kia đúng là do vô số thủy kiếm tạo thành, mỗi một thanh kiếm đều có khác biệt kiếm chiêu. Nhưng này đạo thô to kiếm khí vòi rồng trùng kích đến hứa ứng trước người, đột nhiên phảng phất tao ngộ vô hình trở ngại, bị một đạo vô hình kiếm khí cắt ra, từ hứa ứng bên người hai bên gào thét mà qua. Vạn kiếm dòng lũ, ồn ào náo động không gì sánh được. Hứa ứng thân thể lù lù bất động, nhìn chằm chằm đạo kiếm khí kia vòi rồng trung tâm, chỉ gặp kiếm khí vòi rồng như là một trong đó trống không thông đạo, trong thông đạo, một người thân thể thẳng tắp như kiếm không gãy, đang hướng bên này đi tới. Chí tôn Diệu La, Diệu La cũng không ra chiêu, hắn chỉ là tại hành tẩu thời điểm, sát tâm khẽ động, tự thân kiếm khí bắn ra, hình thành kiếm vân, hình thành kiếm khí vòi rồng. Hứa ứng nhãn tình sáng lên, người này đã đến kiếm đạo cực ý. Hắn đạt được võ đạo cực ý, trong động huyên có vô số cái mình đại diễn luyện võ đạo thần thông, ý đồ giải mã hết thảy võ đạo đạo pháp, thẳng đến đem tất cả võ đạo thần thông đều thôi diễn đi ra mới có thể đình chỉ. Nghĩ đến cái này Diệu La Chí Tôn cũng là như thế. Hắn trong động huyên, hẳn là cũng có từng thanh phi kiếm tại va chạm, giao kích, nghèo diễn hết thảy kiếm đạo biến hóa. Hứa ứng hay là lần đầu gặp được đạp ở cảnh giới cực hạn bên trên người. Chu Tiên kiếm khí, Diệu La Chí Tôn ánh mắt rơi trên người Hứa ứng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa ưng ánh mắt thì rơi vào trên người hắn, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc chu tiên kiếm. chương 1143, Diệu La Trí Tôn từ trên thân hứa ứng thấy được chu tiên kiếm khí, hứa ứng chính là lấy tự thân huẩn dưỡng chu tiên kiếm khí, đã nát kiếm vân, bổ ra kiếm khí vòi rồng. Hứa ứng cũng từ Diệu La Trí Tôn trên thân, thấy được chu tiên kiếm bóng dáng. Diệu La Trí Tôn trên thân cố kia tràn trề lăng liệt sát khí, cùng chu tiên tản kiếm nhất mạch tương thừa. Hai người dò xét lẫn nhau, cũng hơi nhíu mày, một cỗ chán ghét chi tình tòng tâm đáy tự nhiên sinh ra. Hứa đạo tổ, diệu la trí tôn hỏi, hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu, dò hỏi, ngươi là vị nào trí tôn? Diệu la, diệu la trí tôn hỏi, ngươi gặp qua chu tiên tàn kiếm? Hứa ứng nói, gặp qua, ngươi cũng đã gặp chu tiên tàn kiếm. Diệu la trí tôn nói, nó còn hoàn chỉnh thời điểm, ta gặp qua nó. Nó bị đánh nát lúc, ta cũng tại hiện trường, ta đại la phục thiên kiếm, chính là dùng nó mảnh vỡ luyện chế mà thành giúp ta luyện kiếm người, chính là ngư cơ đạo nhân. Hứa ứng quay đầu, hắn cùng ngư cơ đạo nhân khoảng cách lập tức kéo đến rất gần, ngư cơ đạo nhân tê cả ra đầu, chiêu thần thông này vô cực chi diệu, không gian lớn nhỏ, hoán đổi như ý. Ngư cơ đạo nhân nói, hứa đạo tổ lẽ ra biết, chúng ta thiên công một mực luyện khí, mặt khác không hỏi đến. Hắn cho thấy thái độ, ai cũng không giúp, hứa ứng xoay đầu lại, thản nhiên nói, chu tiên tàn kiếm dạy ta rất nhiều thứ, tại ta có nửa sư tri ân. Ngươi dùng nó mảnh vỡ luyện bảo, ta không thể không vì nó thu hồi lại. Diệu La Chí Tôn nói, ta từ trên người ngươi cảm ứng được cực kỳ lăng liệt kiếm ý, đích thật là xuất từ Chu Tiên Tàn Kiếm. Bất quá ngươi học chỉ là Tàn Kiếm, cũng không phải là chân chính Chu Tiên Kiếm nói, ngươi xa chưa đạt tới cực cảnh, càng chưa từng luyện thành kiếm đạo đạo cảnh. Hắn thần thái ngạo nghễ, ngươi chưa đến kiếm đạo chân lý. Như thế nào cùng ta tranh chấp, hứa ứng rỗi ra hai tay của mình, mỉm cười nói, bởi vì ta tìm được tốt hơn ta võ đạo, đã đạt tới cực cảnh, cái gọi là kiếm đạo, đã bị ta dung nhập võ đạo bên trong. Chu tiên kiếm bởi vì vừa không có khả năng lâu, cho nên bị người đánh gãy, biến thành tàn kiếm. Nó bởi vì không trọn vẹn, ngược lại trở nên viên mãn, lại không sơ hở có thể tìm ra. Còn các hạ, được chu tiên tàn kiếm vứt mảnh vỡ, luyện thành đại la phục thiên kiếm, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là ngạo, không khỏi khiến ta có cái nghi vấn. Ánh mắt của hắn rơi vào rượu la trí tôn trên thân, buồn bã nói, ngươi lấy được kiếm đạo chân lý, thật là chân lý sao? Ngươi nhặt chu tiên kiếm không cần rách dưới, xem như trí bảo. Diệu la, kiếm đạo của ngươi có thiếu, nếu như không để cho thiền thiền lão tổ giúp ngươi nhìn một chút, nói không chừng ngươi đại la phục thiên kiếm đã trải rộng vết rách. Trúc thiền thiền nghe vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, kích động. Diệu la trí tôn cười nhạo một tiếng, nói, hứa ứng, thiên uyên bên trong cảnh giới của ngươi là bị ta cắt bỏ, dù là ngươi vô lậu kim thân đều chịu không được. Ngươi dám nói kiếm của ta bất lợi, hắn tâm niệm khẽ động, đại la phục thiên kiếm vang dội keng keng, đột nhiên một ngụm tiên kiếm nhảy ra, kiếm ý nhét đầy thiên địa càn khôn. Diệu la trí tôn cầm kiếm nhẹ tay nhẹ nhất chuyển, lập tức phục thiên kiếm phân liệt, từng thanh phục thiên kiếm cùng nhau gạt ra, vô thượng kiếm khí đập vào mặt. Hắn còn chưa xuất thủ, liền để hứa ứng cảm ứng được đau điếng người. Bá, diệu la trí tôn cầm kiếm đâm tới, ngàn vạn đại la phục thiên kiếm quay chung quanh hắn cùng hứa ứng bay múa, diễn hóa bất đồng kiếm đạo ảo diệu, hướng hứa ứng đánh tới. Giờ khắc này, liền phảng phất có ngàn vạn cái diệu la trí tôn riêng phần mình nắm lấy một ngụm đại la phục thiên kiếm, lấy khác biệt chiêu pháp, từ khác nhau góc độ, hướng hứa ứng đánh tới. Thậm chí ngay cả hứa ứng trong thức hải, cũng có từng cái diệu la cầm kiếm, hướng thần thức của hắn đánh tới. Đạo tràng của hắn, hắn động uyên, hắn đạo cảnh, hắn từng cái cảnh giới, đồng loạt lọt vào diệu la kiếm ý tập kích. Diệu la trí tôn một chiêu này không biết tên gì, nhưng phương thức công kích lại là hứa ứng chưa từng thấy qua tàn nhẫn thế muốn đem hứa ứng từ từng cái phương diện gạt bỏ nửa điểm sinh cơ cũng chưa từng lưu lại hứa ứng bước chân dừng lại trong lúc bất chợt ngư cơ đạo nhân trúc thiền thiền vì tự bọn người cùng những cái kia bến đỏ thiên công cùng bọn hắn khoảng cách lại lần nữa xa xa kéo ra lập tức võ đạo cực ý bộc phát trong lúc nhất thời khắp nơi đều là thân hình của hắn lấy khác biệt võ đạo khống chế chu tiên chỉ nghênh tiếp ngàn vạn phục thiên kiếm liên tiếp dày đặc không gì sánh được thanh âm truyền đến Ngàn vạn đại la phục thiên kiếm đột nhiên bỗng nhiên khép lại, cùng là một thể, diệu la trí tôn cầm kiếm đâm tới. Cùng một thời gian tất cả hứa ứng thân hình toàn bộ biến mất, tay phải kiếm chỉ, đâm về đằng trước. Hai người thể nội tuyệt thế kiếm ý bộc phát, kiếm đãng thiên hải, bành trướng bàng bạc kiếm ý kiếm khí, để phương viên vạn dặm mặt biển tựa như kiếm đạo đại dương minh mông, thủy quang kiếm khí, tranh tranh tấn công. Mặt biển sôi trào, sóng lớn thao không, có kiếm đạo cực ý cùng võ đạo cực ý tại sóng lớn bên trong quay cuồng, chém giết, hung hiểm muôn dạng. Hứa ứng kiếm chỉ ninh tiếp phục thiên kiếm, kiếm chỉ giao minh, hứa ứng đầu ngón tay chu tiên kiếm khí bị phá, nhưng gặp kiếm quang lượn lờ, hắn hai cây đầu ngón tay huyết nhục tung bay, rất nhanh chỉ còn lại có bạch cốt. Kiếm quang kia thực sự cường hoành đến cực điểm, phá vỡ hắn vô lậu kim thân, dọc theo hai ngón hướng cổ tay của hắn, cánh tay xoay tròn mà lên. Hứa ứng bạch cốt hai ngón giao thoa, keng một tiếng gảy tại phục thiên kiếm trên thân kiếm, kiếm minh ung dung, Diệu La Chí Tôn cầm kiếm cánh tay phải bị chấn động đến nhức mỏi, hổ khẩu suýt nữa vỡ ra. Hai người riêng phần mình lui lại, tránh đi đối phương phong mang. Hứa ứng nâng lên tay phải của mình, luyện đi trong vết thương tất cả kiếm khí kiếm ý, huyết nhục sinh sôi, vừa mới bị gọt đi huyết nhục lập tức tái sinh. Diệu La Chí Tôn vuốt vuốt toàn trướng cánh tay, phun ra một ngụm chọc khí, đột nhiên tế ra thiếu hạo động uyên, toàn này Chí Tôn động uyên vừa mới xuất hiện, liền để tu vi thực lực của hắn kịch liệt kéo lên. Vừa rồi, cái kia phiên giao thủ để hắn ý thức đến trước mắt cái này hứa đạo tổ cũng không phải là kẻ vớ vẩn tu vi của nó thực lực đã so thiên uyên một trận chiến bên trong mạnh rất nhiều mình nếu là không sử dụng thiếu hạo động uyên chỉ sợ không làm gì được đối phương hứa ứng người còn thiếu một kiện chí tôn pháp bảo người lần này đến mục đích liền để cho ngư cơ đạo nhân luyện một ngụm pháp bảo a à. diệu la trí tôn lạnh nhạt nói bất quá người không có cơ hội này hứa ứng lông mày dơ lên cũng đem chính mình bảy đại động uyên tế lên sắc mặt có chút ngưng trọng. Mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, nhưng Diệu La hiện ra chiến lược lại thẳng bước thập nhị Diệu bên trong xếp hạng thứ tư La Phù đạo chủ cố bất niệm. Cố bất niệm để cho ta thấy được trí tôn cảnh môn hộ, như vậy Diệu La có thể hay không để cho ta bước vào trí tôn cảnh. Hy vọng hắn có thể mang cho ta đầy đủ áp lực. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên một cỗ minh mông thâm thúy nhưng lại bá đạo không gì sánh được kiếm ý tiến vào trong đầu của hắn, sát khí khuấy động. Cùng một thời gian, Bích Du cung bên ngoài, huyền nhai tử đứng tại trước cửa cung, giám sát một đám đệ tử tu luyện kiếm đạo. Lúc này, tâm hắn có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp cái kia minh mông thương nguyên bên trên, trải qua thời gian dài treo ở trong thiên địa chiếc kia chu tiên tàn kiếm, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hưu, chiếc kia đỉnh thiên lập địa tàn kiếm, phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Huyền nhai tử kinh ngạc không hiểu, thiên hải bến đỏ, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút bất đắc dĩ nói kiếm của ta, tới. chương 1144 kiếm ra, hứa ứng lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ gặp mặt biển đang kích động kiếm ý bên dưới vỡ ra, ngập trời tử khí đập vào mặt, một ngụm không trọn vẹn cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hưu một tiếng, dọc tại hứa ứng phía trước trên mặt biển. Tàn kiếm đoạn trời cao, tử ý nhét khắp nơi, kiếm này sừng sững, đứng thẳng ở giữa thiên địa, cao cùng thương khung, gặp nhật nguyệt nhỏ, buông xuống mặt biển, chiếu tứ cực tịch liêu. Giờ phút này, lặng ngắt như tờ, chính là phong ba cũng lắng lại, chỉ còn lại có cái kia khuấy động tự ý ở trong thiên địa lan tràn. Kiếm này chu tiên, chu tận thiên hạ chi tiên, cắt hết thảy đại đạo. Hứa ứng thở dài, chu tiên kiếm lẽ ra không nên tới, nếu là chu tiên kiếm không đến, hắn còn có thể mượn rượu la lực lược, làm chính mình tiến thêm một bước. Nhưng rượu la hết lần này tới lần khác là chu tiên kiếm cửu ra, lại luyện chính là chu tiên kiếm kiếm đạo, sát khí ngút trời, kinh động đến ngụm này tàn kiếm lại thêm hắn đại la phục thiên kiếm là dùng chu tiên kiếm tản phiến luyện song trọng đại thù diệu la trí tôn cũng không khỏi đến sắc mặt khẽ biến chu tiên tản kiếm đột nhiên xuất hiện là hắn chỗ chưa từng ngờ tới kiếm này năm đó hung uy hắn đến nay rõ mồn một trước mắt xa xa đông thạch tiên sinh nhìn thấy ngụm này tàn kiếm không khỏi sắc mặt xám ngoét liền muốn quay người rời đi nhưng mà đợi đến hắn xoay người lại liền nhìn thấy thập phế thiên quân liễu quán nhất đứng tại phía sau hắn cách đó không xa đông thạch người hay là giống như trước đây nhát gan. Liễu quán nhất thản nhiên nói, chẳng lẽ người ngay cả trận chiến đấu này cũng không dám nhìn. Thập nhị diệu trong đứng hàng thứ bảy đông thạch, đường đường nghĩa quân lãnh tụ, làm sao đến mức như vậy cẩn thận chặt chẽ. Đông thạch tiên sinh thấy là hắn, thở phào một cái, cười nói ta nếu không có cẩn thận như vậy, há có thể sống đến bây giờ. Liễu quán nhất, người không phải là đối thủ của ta, nhanh đi. Liễu quán nhất nói, ta giết cửu cung đạo quân, Đem đầu của hắn hiến tế tại Đế Thanh Huyền Linh Quan trước. Đông Thạch Tiên sinh sắc mặt đột biến, năm đó Đế Thanh Huyền sau khi chết, thế lực khắp nơi chiến đấu đều muốn trở thành tân nhiệm tiên đế, đánh túi bụi, rất có thiên hạ lại loạn xu thế. Trong lúc này, Thánh Tôn Nguyên dục bại quân vô đạo, trấn áp trục suốt mặt khác tứ tôn cửu diệu, hắn bị Thánh Tôn đặt ở tiên giới đạo hải đáy biển. Duy chỉ có lưu lại cửu cung, Thái Nguyên cùng là Thánh Nhân ba người. Ba người này đã sớm đầu nhập vào Thánh Tôn, trở thành nó cánh chim. Bởi vậy bọn hắn có thể nhiều tu luyện 600. 0005, Cửu cung, Thái Nguyên cùng La Thánh Nhân năm đó ở trong thập nhị diệu xếp tại cuối cùng, thực lực kém xa hắn. Nhưng 600.0005 tu hành, bọn hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Đông Thạch Tiên Sinh biết, tu vi thực lực của mình đã còn kém rất rất xa Cửu cung, Thái Nguyên bọn người, bởi vậy hắn nhìn thấy hứa ứng giết chết xếp hạng thứ tư La Phù đạo chủ lúc, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, liền phi tốc rời đi. Giờ phút này Liễu Quán Nhất vậy mà nói, chính mình đánh chết cửu cung đạo quân, để hắn lập tức đã mất đi cùng Liễu Quán Nhất quyết chiến dũng khí. Liễu Quán Nhất cũng không động thủ, mà là lẳng lặng mà nhìn xem hứa ứng đánh với Diệu La một trận. Dù vậy, Đông Thạch Tiên Sinh cũng không dám rời đi. Lục Tôn Thập Nhị Diệu mặc dù đều là khi đó nghĩa quân lãnh tụ, nhưng không phải mỗi người đều có quyết chí tiến lên dũng khí cùng dũng lực. Đột nhiên, chủ tiên tàn kiếm phi tốc thu nhỏ, biến thành dài ngắn hơn trượng đại kiếm, vẫn là không có chuôi kiếm, không chọn vẹn lấy thân kiếm bồng bềnh ở trước mặt hứa ứng ra hiệu hắn tế lên chính mình không cần hứa ứng hừ một tiếng chu tiên tàn kiếm hướng bên cạnh hắn nhích lại gần hứa ứng lắc đầu nói kiếm ca lần này ta muốn chính mình đánh chu tiên tàn kiếm lại cọ sát hứa ứng bất đắc dĩ nói tốt a à, tốt a à, chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chu tiên tàn kiếm hưng phấn không hiểu kiếm minh réo rắt hứa ứng điều vận bảy đại động uyên lập tức pháp lực minh mang trùng trùng điệp điệp tràn vào chu tiên tàn kiếm bên trong, đem kiếm này tế lên. Chu tiên tản kiếm uy lực lập tức liên tiếp tăng vọt, hứa ứng đang định ngửa kiếm, bỗng nhiên chu tiên tàn kiếm cái kia minh mông thâm thúy kiếm ý sát ý trùng kích tới, tràn ngập thức hải của hắn. Lại là dạng này, hứa ứng dứt khoát buông lỏng, mặc cho nó khống chế thân thể của mình, thầm nghĩ, trước kia cũng là dạng này, rõ ràng là đến giúp ta, lại không để cho ta đùa nghịch, ngược lại đùa nghịch ta. Hắn ngược lại là có thể khống chế nhục thân, nhưng mình khống chế nhục thân, khẳng định không có chu tiên tản kiếm khống chế nhục thân thuận tiện. Dù sao, hứa ứng kiếm đạo đến từ chu tiên tàn kiếm, đối với kiếm đạo vận dụng, hắn khẳng định không kịp chu tiên tàn kiếm. Hắn giờ phút này chính là cái người cầm kiếm, nhưng là chân chính nữ kiếm cùng rượu la chém giết, lại là chu tiên tàn kiếm tự thân. Ta ước chừng chính là cho nó cung cấp năng lượng, hứa ứng thầm nghĩ, hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp vô thượng kiếm ý bộc phát, chính mình tế kiếm, chỉ một thoáng, bốn phía thiên hải toàn bộ chôn vùi, vô cùng kinh khủng diệt tuyệt kiếm ý thẳng đến rượu la mà đi đáng sợ như vậy kiếm ý cho dù là hứa ứng đều bị giật nảy mình đổi lại là hắn khẳng định thi triển không ra như thế diệt thế cấp kiếm đạo thần thông hắn thi triển tất nhiên là chính mình căn cứ vào chu tiên tàn kiếm lĩnh ngộ cũng không phải là tàn kiếm chân chính chủ nhân chỗ lĩnh hội thần thông chu tiên kiếm chủ nhân đến cùng là ai bích du cung là của người nào chỗ ở hứa ứng trong lòng đột nhiên sinh ra lớn lao hiếu kỳ đối với dạng này một ngụm treo ở giữa thiên địa trí bảo thế mà không ai đối với hắn động tham nghiệp mặc cho kiếm này lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó mà lại càng thêm cổ quái là vô luận là tử vi hậu chủ thái thanh đạo nhân bọn người cũng chưa từng nhắc qua chu tiên kiếm chủ nhân giống như người này chưa từng tồn tại tục danh của hắn cũng chưa từng thấy ở sách sử cùng truyền thuyết liền xem như đế thanh huyền cứ việc bị người tận lực xóa đi nhưng vẫn là lưu lại rất nhiều liên quan tới hắn ghi chép nhưng mà liên quan tới chu tiên kiếm chủ nhân hết thảy lại bị bôi đến sạch sẽ vị này chu tiên kiếm chủ nhân nhất định là vị nhân vật không tầm thường tu vi của nó thực lực không biết đến một bước nào bất quá ta có thể từ chu tiên kiếm toàn bộ uy lực đến phỏng đoán người này thực lực hứa ứng thầm nghĩ đối diện với của hắn diệu la trí tôn cảm nhận được gần như nghiền ép giống như kiếm đạo hướng mình đè xuống không khỏi giận dữ gào thét thôi động đem thiếu hạo động uyên đem chính mình thực lực tu vi tăng lên tới cực hạn Đại La Phục Thiên kiếm tại hắn tế luyện dưới, trở nên càng thêm sáng chói, quang mang bắn ra bốn phía, sát khí của hắn cũng càng tùy tiện, khủng bố, có một loại diệt sát hết thảy khí khái. Nhưng hắn biết, mình tại trên kiếm đạo đã thua, hắn kiếm thuật kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, không có có thể siêu việt hắn, cho dù là vừa rồi hứa ứng cũng không thành. Hứa ứng đem kiếm đạo dung nhập vào võ đạo bên trong, lấy kiếm chỉ làm kiếm, Chu Tiên chỉ hoàn toàn chính xác bá đạo không gì sánh được nhưng cùng hắn phục thiên kiếm va chạm, hay là kém một bậc. Hiển nhiên, hứa ứng trên võ đạo chìm đắm quá nhiều, đối kiếm đạo lĩnh hội không đủ, dẫn đến Chu Tiên chỉ bị hắn phá vỡ. Nhưng mà hứa ứng tế lên Chu Tiên kiếm hướng hắn công tới lúc, hắn liền cảm nhận được tranh lệch. 600, 0005, hắn bị Thánh Tôn trấn áp 600. 0005, Thánh Tôn có thể trấn áp tu vi của hắn, có thể trấn áp nguyên thần của hắn, đạo cảnh, nhưng không trấn áp được hắn ý chí, cầm tù không được hắn đối kiếm đạo chấp nhất truy cầu. Hắn những năm này bị cầm tù tại tiên giới biên thùy trong Đại Mạc, tư tưởng của hắn vẫn tại không ngừng vận chuyển, không ngừng diễn luyện các loại võ đạo chiêu pháp. Ý chí của hắn bền bỉ như vậy, cứ việc bị trấn áp, nhưng trải qua 600. Không năm như một ngày ý chí rèn luyện, kiếm đạo của hắn dần dần đạt tới cực cảnh. Trong Đại Mạc gió xoáy cuồng xa, tạo thành vô số tiên nhân mê thất ở trong sa mạc, sa mạc vòi rồng, tạo thành không biết bao nhiêu người tử vong ở trong sa mạc. Những cái kia, đều là ý thức của hắn đang diễn luyện kiếm đạo. Hắn cứ việc điều động không được bất luận cái gì pháp lực, nhưng chỉ bằng kiếm đạo tư duy, cũng đã có thể ở trong sa mạc chế tạo dị tược, để tiên giới biên thùy đại mạc, trở thành người người nghe mà biến sắc cấm khu. Hắn như vậy cố gắng tu hành, lại còn là sao ra kém hứa ứng. Ta bị một tên tiểu bối siêu Việt rồi, không có khả năng, chương 1145, hắn nổi giận đùng đùng, phục thiên kiếm trong tay hắn bắn ra chưa bao giờ có uy năng cuồn cuộn sát khí càng hơn lúc trước. đinh 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 đinh, phục thiên kiếm cùng chu tiên kiếm gặp phải, lập tức liên tiếp giòn vang truyền đến. chu tiên kiếm vốn là đối với cái gì đều mặc kệ không hỏi, một kiếm bổ chi. đối với đế quân tử u minh đao là như vậy, đối với thái thượng động uyên đạo thụ rừng rậm cũng là như thế. bất quá lần này, ngụm này tàn kiếm liền giống như là thay đổi tính tình, không có trực tiếp bạo lực chém vào, mà là thi triển chiêu pháp, cùng diệu la chí tôn đối bính kiếm đạo kiếm chiêu. người ở bên ngoài xem ra chính là hứa ứng theo kiếm mà múa, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm đạo thần thông, dễ như trở bàn tay giống như phá vỡ rượu la hết thảy chiêu pháp. Cho dù là rượu la trí tôn, cũng là cho rằng như thế. Nhưng hứa ứng lại rõ ràng, chính mình chỉ là cái cung cấp pháp lực công cụ. Cũng may chu tiên tàn kiếm cũng không có quá phận, các loại kiếm đạo thần thông lưu truyền, đều rõ ràng khác ở trong thức hải của hắn, thuận tiện hứa ứng tại nhàm chán sau khi giết thời gian. Hứa ứng tập trung tinh thần, một bên quan sát Chu Tiên Tàn Kiếm thi triển những này chiêu pháp vừa hướng chiếu trong thức hải chiêu pháp hai hai xác minh chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả Kiếm ca hay là có nhân phẩm trong lòng của hắn thầm nghĩ sau một khắc Phục Thiên Kiếm tất cả chiêu pháp toàn bộ bị phá đi Diệu La phi thân lui lại đưa tay bắt lấy bay ngược mà đến Phục Thiên Kiếm bị chấn động đến thân thể run rẩy lập tức đổi một bàn tay lại lần nữa tế kiếm thôi động Phục Thiên Kiếm biến hóa ra càng nhiều kiếm đạo thần thông hắn Phục Thiên Kiếm lấy một hóa vạn bỗng nhiên lại vạn hóa làm một, khi thì kiếm thế như trường long từ thái cổ mà đến, giữ tợn hung ác, khi thì giống như nguy nga dãy núi từ trên trời giáng xuống. Nhưng bất kỳ biến hóa, từ đầu đến cuối bị hứa ứng tế kiếm phá đến không còn một mảnh. Hắn gầm thét liên tục, đem chính mình áp đáy hòm kiếm đạo thần thông cũng thi triển đi ra, gọi là Thiên thập phá, phá quân, phá giết, phá trận, phá đạo, phá thần các loại, tổng cộng có 10 chiêu. Nhưng là hắn mỗi thi triển một chiêu liền bị phá đi một chiêu, trên thân thế thì một kiếm. Mười chiêu đi qua, mười chiêu rách hết, diệu la trước người sau người cũng bị đâm mười cái huyết động. Nơi xa, ngư cơ đạo nhân, vi tự bọn người thấy mục huyễn thần diêu, hứa ứng lúc này chỗ biểu hiện ra kiếm đạo thần thông, cho dù là bọn hắn cũng thấy hoa mắt thần mê, nhìn mà than thở. Trúc Thiền Thiền lẩm bẩm nói, a à, ứng kiếm đạo, đã vậy còn quá lợi hại. Cho dù là vi tự, khâm phục chi tình cũng tự nhiên sinh ra, hứa đạo tổ kiếm đạo thành tựu, chỉ sợ đã siêu việt trí tôn, tấn thăng trong truyền thuyết bất hủ đi. Diệu la trí tôn bị một kiếm gọt đi tóc, lập tức ra đầu máu chảy, chỉ gặp hứa ứng tế kiếm, một kiếm lại một kiếm đâm tới, hắn ra sức ngăn cản, lại ngăn cản không nổi. Hứa ứng vận dụng là hắn la thiên thập phá, xác thực phải nói là la thiên thập phá phía sau thần thông, hắn chưa từng biến hóa ra thần thông. Hắn tự cho là đem kiếm đạo diễn hóa đến la thiên thập phá trình độ, cũng đã là cực hạn, không có khả năng có so với càng thêm hoàn mỹ càng cường đại hơn thần thông. Nhưng là hứa ứng lại không chỉ có phá hắn La Thiên thập phá, thậm chí còn ở ngay trước mặt hắn, đem La Thiên thập phá đến tiếp sau thần thông thi triển đi ra. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu, hứa ứng tại La Thiên thập phá trên cơ sở, sử xuất 14 chiêu đến tiếp sau thần thông, đem hắn đâm xuyên 14 huyết động. Hứa ứng mỗi một chiêu, đều có thể giết chết hắn, lấy tính mệnh của hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có. Chỉ là, cái này 14 kiếm, triệt để đánh sụp rượu la ý chí. Cái kia không ai bị nổi kiếm đạo ý chí, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một gỗ bi thương dòng lũ, đem hắn bao phủ. Kiếm đạo của ta, bại, rượu la trí tôn trong tay đại la phục thiên kiếm đột nhiên soạt một tiếng phá toái, kiện này trí tôn pháp bảo phẳng phất nương theo lấy đạo tâm của hắn phá toái mà phá toái, hóa thành điểm điểm tinh mang, rơi vào biển cả. Chu tiên tàn kiếm rất là hưng phấn, đột nhiên lại nổi lên một kiếm, dưới một kiếm này, lại có diệt tuyệt địa tiên giới chi thế, rất có đem địa tiên giới chôn vùi, vạn vật vạn tượng đều là về hỗn độn, lại mở thiên địa, tái diễn hồng hoang tư thế. Kiếm này vừa ra, thiên hải bốc hơi, tinh không sụp đổ, hình như có vô lượng thời không phải hướng kiếm thế ngã xuống rơi, chôn vùi. Đừng nói rượu la trí tôn bị dọa đến sợ vỡ mật, cho dù là xa xa ngư cơ, phi tự, đông thạch, liếu quán nhất bọn người, cũng bị dọa đến mất hồn mất vía, hứa ứng làm người bị hại, cũng dọa đến suýt nữa hồn phi phách tán. Đột nhiên, cái kia diệt thế một kiếm uy lực thu nạp, vừa mới diệt thế cảnh tượng khủng bố cũng lập tức biến mất. Thiên hải đã bồng bình đứng lên, dâng lên cao vạn trượng, giờ phút này mặt biển rơi xuống, tinh không cũng bị rút ngắn rất nhiều, tinh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Diệu la trí tôn hai mắt vô thần, trống rỗng, nếu là hứa ứng ngay từ đầu liền thi triển ra cái này diệt thế một kiếm, hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Chu tiên tàn kiếm thu nạp kiếm thế, dương dương đắc ý, bay đến diệu la trí tôn trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn trụi lủi chán, tựa hồ đang im ắng giáo dục hắn. Diệu la trí tôn che mặt khóc lớn, quay người chạy đi, cười ha ha nói, bại, ta triệt để bại. Thất bại thảm hại, hắn cất tiếng cười to, tiếng cười như khóc, thê thảm không gì sánh được. Liễu quán nhất ánh mắt chấp động, phi thân mà đi, truy tung diệu la trí tôn. Cái kia diệu la trí tôn điên điên khùng khùng, nhìn thấy hắn đuổi theo, cũng không tránh không né, đúng là đã nhịn không ra hắn tới. Một vị trí tôn, lại bị hứa ứng dọa điên rồi. Liễu quán nhất hãi nhiên, thấp giọng nói, trực diện hứa ứng kiếm đạo thần thông, nên đáng sợ đến bực nào. Không biết ta được đến viễn tổ mảnh vỡ, có hay không còn có thể đổi được hắn phục sinh diệu pháp. Chu tiên tàn kiếm dạy dỗ tiểu huynh đệ, liền muốn bay đi, trở về tổ đình hoang nguyên, hứa ứng vội vàng gọi ở nó, nói kiếm. Kiếm ra dừng bước, chu tiên tàn kiếm dừng lại, hứa ứng cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói, kiếm ra, tiếp qua hơn tháng thời gian, chính là tiểu đệ cùng Minh Tôn quyết đấu thời điểm, khi đó ta cùng hắn tại Thiên Uyên quyết chiến. Không biết kiếm ra có rãnh hay không, Chu Tiên tàn kiếm quay chung quanh hắn bay hai vòng, tựa hồ đang suy nghĩ dụng ý của hắn, bỗng nhiên gác ở hứa ứng trên cổ, chậm rãi làm ra một cái cắt cổ động tác. Hứa ứng không dám động đậy, cười nói ta muốn đích thân động thủ giết hắn, không cần người hỗ trợ. Ta chỉ là muốn xin mời kiếm ra vì ta tỏa chấn, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu ta cùng hắn quyết chiến. Chu Thiên tàn kiếm trên dưới lung lay, Phảng Phất tại gật đầu, lập tức phá không mà đi. Hứa ứng thở phào một cái, trong lòng nảy sinh ác độc nói, lần này ai còn dám nhúng tay can thiệp ta giết Minh Tôn, nhà ta kiếm ca. Kiếm ra liền cắt ai đầu. Chương 1146, A à phúc lai phúc. Thiên Tiên giới khe, Long đại trưởng lão nói, Triều trưởng lão, bị ngạn thất huyền công tử chết tại chúng ta Thiên Tiên giới, phải làm như thế nào? vị kia triều trưởng lão chính là năm đó khống chế độ thế kim thuyền từ bỉ ngạn trở về long tộc cường giả tên là triều nguyên đạo long đình thời đại là cao quý long đình thời đại cửu công một trong so thiên thừa tướng bích yên hải càng thêm cổ lão ánh mắt của hắn một mực rơi trên thúy nham lâu thuyền chiếc kia thúy nham lâu thuyền có thể ở trong khu vực chất keo tự do xuyên thẳng qua tốc độ cũng không nhanh nhưng thiên tiên giới khối kia thúy nham từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp nó thiên tiên giới long tộc cường giả đã bị kéo ở rất lâu từ đầu đến cuối không có tiến triển. Chiếc kia thúy nham lâu thuyền tựa như là nắm bọn hắn đi đồng dạng, không cho bọn hắn đuổi kịp quyết chiến cơ hội. Thất huyền công tử là bị ngạn cửa phách ẩn nguyên tử đệ tử, chúng ta không biết phải bồi thường bao nhiêu tiên sơn mới có thể để cho ẩn nguyên tử hài lòng. Hắn nếu là biết được việc này, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình đến đây hỏi tội. Triều nguyên đạo trầm ngâm một lát, nói: bây giờ chủ yếu nhất là trước đả thông biệt tiên giới, cùng biệt tiên giới kẻ thống trị câu thông, để bọn hắn giao ra hung thủ. Long đại trưởng lão nói, bọn hắn đã phái tới chiếc này thúy nham lâu thuyền, ngăn chặn chúng ta, nói rõ không muốn câu thông, có thể làm gì. Triều Nguyên đạo mỉm cười, nói, biệt tiên giới to lớn như thế, sẽ có người nguyện ý câu thông. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một đạo bị cố định tại trong thời không phi thăng hào quang bay tới, trong hào quang kia có một cái bị giam cầm biệt tiên giới phi thăng giả. Phi thăng giả này bộ dáng thanh tú, nhưng là chẳng biết tại sao, đầu bị người đánh vỡ, trong sọ não trống rỗng, không có giải đầu óc, nhìn không thế nào thông minh dáng vẻ. Long đại trưởng lão giật nảy mình, không có đầu óc, cũng có thể phi thăng. Lúc trước tổ thần phong ấn địa tiên giới trước đó, còn có không ít phi thăng giả thừa cơ phi thăng thiên tiên giới, kết quả lại đều bị bắt. Triều Nguyên Đạo cũng là nhìn người nọ không có đầu óc, bởi vậy phái đi hộ tống thúy nham phi thăng hào quang bên trong liền không có người này, chưa từng nghĩ ngược lại lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Người tên là gì? Triều Nguyên Đạo vận dụng thời đại thái cổ long tộc đạo ngữ, hỏi hắn là số ít còn có thể vận dụng long tộc đạo ngữ người cái kia vô não phi thăng giả một mảnh mờ mịt triều nguyên đạo khẽ nhíu mày vận dụng địa tiên giới ngôn ngữ chỉ là ngàn vạn năm chưa từng nói qua có chút đập nói lắp ba địa tiên giới ngôn ngữ nhưng thật ra là đến từ nhân gian giới khi đó yêu nhân hỗn hợp có tiếng nói của chính mình cái kia địa tiên giới phi thăng giả nghe hiểu hắn nói ta gọi đồ đần a phúc triều nguyên đạo cẩn thận quan sát đồ đần a phúc hướng long đại trưởng lão nói người này trong sọ não còn có chút đầu óc nhưng đầu óc không nhiều vừa vặn có thể khống chế liền làm phiền long đại trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ hạ giới một chuyến tìm tới địa tiên giới kẻ thống trị tới câu thông ta dạy cho ngươi một chút địa tiên giới ngôn ngữ ngươi ở trên đường lại hướng a phúc học gặp địa tiên giới kẻ thống trị ngươi chỉ cần để hắn hiểu được ta thiên tiên giới cũng không phải là muốn chiếm đoạt bọn hắn nô dịch bọn hắn mà là muốn dẫn cho bọn hắn đến từ bỉ ngạn thế giới văn minh cấp cao Long đại trưởng lão nghi ngờ nói, chúng ta không nô dịch bọn hắn. Triều Nguyên đạo liếc mắt nhìn hắn, không vui nói ta Long tộc vốn là vùng thiên địa này chủ nhân, trở lại địa tiên giới, một lần nữa nhất thống tam giới, đương nhiên vẫn là muốn làm chủ nhân. Có chủ tất có nô, Long đại trưởng lão hội ý, cười nói, nếu như bọn hắn không vui đâu. Triều Nguyên đạo mỉm cười, như vậy ngươi liền phá hư bọn hắn địa tiên giới phong ấn, để đến từ địa tiên giới phi thăng giả, có thể phi thăng thiên tiên giới chúng ta liền có thể thuận những hào quang này giáng lâm đánh xuyên qua thông đạo long đại trưởng lão xưng phải đi theo hắn học được mấy ngày địa tiên giới ngôn ngữ liền bay vào đạo hào quang kia bên trong triều nguyên đạo vận chuyển pháp lực nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra phi thăng hào quang lập tức bay ngược mà quay về bay ra thiên tiên giới khe hướng địa tiên giới mà đi phi thăng hào quang mang theo một người xuyên qua khu vực chất keo tốc độ chậm hơn rất nhiều trong hào quang long đại trưởng lão gặp đồ đần a phúc trung hậu trung thực cũng là không lấn hắn, dùng còn không thuần thục nhân tộc ngôn ngữ lắp bắp nói, ta gọi Long Đại, nếu như ngươi phối hợp thật tốt, ta chẳng những có thể lấy tha mạng của ngươi, còn có thể dạy ngươi như thế nào táng hóa mà không chết, truyền thụ cho ngươi bị ngạn đạo Pháp thần thông. Mấy ngày nay, ngươi dạy đem các ngươi ngôn ngữ, hiểu chưa, đồ đần A Phúc liên tục không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm phát sầu. Hắn chỉ là vừa mới phi thăng, thực lực còn thấp, không biết nên làm sao làm chết cái này Long Tộc cường giả hắn suy nghĩ vô số loại biện pháp, nhưng đối phó với thiên quân có thừa, đối phó trí tôn cảnh tồn tại, vậy liền xa xa đã không kịp. Bất quá mấy ngày, lòng đại trưởng lão liền nắm giữ địa tiên giới ngôn ngữ, có thể cùng đồ đần A Phúc phần thuộc đối thoại. Đồ đần A Phúc lắp bắp nói, trưởng lão có thể dạy ta bị ngạn đạo pháp thần thông. Ta đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Long đại trưởng lão lơ đánh, truyền thụ cho hắn lý cơ cấu vận hành chi diệu, kỹ càng giảng giải mỗi một loại lý cơ cấu hàm nghĩa hắn chính là đạo cảnh đệ bát trọng đại cao thủ, thực lực còn muốn thắng qua trí tôn cấp tồn tại rất nhiều, kiến giải cao thâm, khiến cho đồ đần A Phúc nghe được hai mắt trợn tròn, như ở trong mây trong sương mù. Long đại trưởng lão dậy hai ngày, đồ đần A Phúc dù sao không có giải đầu óc, nghe không hiểu hắn giảng giải. Long đại trưởng lão lơ đánh, tự mình tiếp tục nói tiếp, đồ đần A Phúc phàn nàn nghe không hiểu, Long đại cười nói, ta đáp ứng người muốn chuyển cho ngươi bị ngạn đạo pháp thần thông, đương nhiên sẽ không nuốt lời, về phần ngươi có nghe hay không hiểu, vậy thì không phải là trách nhiệm của ta. Đồ đần A à, phúc chán nản, lòng đại trưởng lão gặp hắn phát điên lại không thể làm gì dáng vẻ, không khỏi cười ha ha, rất là vui vẻ. Đồ đần A à, phúc sắc mặt đỏ lên, suy nghĩ nửa ngày, nói, ngươi tiếp tục giảng, ta có nghe hay không hiểu tại ta. Lòng đại trưởng lão gặp hắn quật cường, cũng tới hỏa khí, nói, ngươi cái này trùng tộc cấp thấp tu sĩ, nếu là cầu ta, ta còn có thể kiên nhẫn lấy điểm dạy ngươi đơn giản một chút đồ vật, Ngươi hết lần này tới lần khác bướng bỉnh, tốt, ta nhìn ngươi có thể nghe hiểu bao nhiêu. Hắn một lòng không truyền cho đồ đần này bất kỳ vật gì, thế là đem trong lý cơ cấu kia cao thâm đạo lý cũng rời đi ra, từng điểm từng điểm nói tiếp. Long đại trưởng lão giảng được cao hứng, vậy mà ngay trước đồ đần A phúc mặt thúc dục chính mình thúy nham táng hóa công pháp, toàn thân có vô số dạng nhánh cây vật bay ra, tạo dựng cổ thần chi thể, thanh âm oanh minh, công pháp của ta chính là bỉ ngạn tuyệt học, thiên bảo đạo luân chân giải. Ta cũng truyền cho ngươi, nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Hắn ở trong hào quang vỗ động, đem thiên bảo đạo luân chân giải từ đầu chí cuối thi triển đi ra, một bên thi triển, một bên tụng niệm thiên bảo đạo luân chân giải pháp quyết. Hắn cũng để ý, không phải dùng biệt tiên giới ngôn ngữ tụng niệm pháp quyết, mà là dùng bỉ ngạn đạo ngữ đến tụng niệm. Coi như đồ đần A phúc giả ngây giả dại, cũng vô pháp đem hắn công pháp học lén đi. Đồ đần A phúc mộc mộc ngơ ngác nhìn hắn diễn luyện công pháp, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc môn công pháp này tuy là bỉ ngạn công pháp nhưng là cùng hứa ứng truyền lại tân đạo lại giống nhau đến mấy phần bỉ ngạn công pháp cùng tân đạo địa phương khác nhau một cái là triệu hoán động uyên một cái là tự sáng tạo động uyên đồ đần a phúc không những học xong long đại trưởng lão lúc trước dạy đạo lý thậm chí ngay cả bỉ ngạn đạo ngữ cũng học xong vậy mà đem thiên bảo đạo luân chân giải nội dung một chữ không kém ký ức xuống tới nói như thế hứa đạo tổ tân đạo nhưng thật ra là đang hấp thu bỉ ngạn công pháp trên cơ sở làm ra đột phá, tu trì đạo cảnh mà tự thành động nguyên. Chỉ là khiếm khuyết địa phương ở chỗ, vô luận phù văn hay là đạo văn, cũng không bằng lý cơ cấu tới vững chắc. Hắn so sánh hai loại đạo pháp, trong lòng yên lặng nói, tu hành bị ngạn công pháp, hoàn toàn chính xác thành tựu cao hơn. Chương 1147, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hơi kinh ngạc, hứa đạo tổ tự thân liền tinh thông lý cơ cấu, vì sao không đem lý cơ cấu chuyển đi đâu? Lấy hắn đạo tổ thân phận, đem tân đạo cơ sở cơ cấu từ phù văn đạo văn hóa thành đạo lý, không khó lắm. Hắn cũng không phải là người hẹp hòi, hắn vừa nghĩ đến đây, nguyên bản định trực tiếp tu luyện thiên bảo đạo luân chân giải, liền lại bỏ đi cái chủ ý này. Lý cơ cấu bá đạo không gì sánh được, giỏi về cải biến mặt khác cơ sở cơ cấu, thay mận đổi đào. Như vậy, ta có thể hay không đi ngược chiều, dùng phù văn cơ cấu, thay thế lý cơ cấu, diễn biến ra một loại thuộc về địa tiên giới thiên bảo đạo luân chân giải đâu. Ánh mắt hắn sáng lên, chỉ cảm thấy chính mình giống như là tìm được một đầu không giống với người khác con đường. Đợi cho phi thăng hào quang bay ra khu vực chất keo, lòng đại trưởng lão nói, A à Phúc, đạo Pháp ta đều đã truyền, giữa ngươi và ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói đi, ống tay áo của hắn run run, liền đem phi thăng hào quang kia nổ vỡ nát. Lòng đại trưởng lão gặp đồ đần A à Phúc bị quật bay ra ngoài, cười ha ha một tiếng, phá không mà đi. Đi trước tìm địa tiên giới kẻ thống trị, hắn nếu là không đồng ý, vậy liền giết chết hắn, đổi lại một cái nghe lời kẻ thống trị. Đồ đần A Phúc ổn định thân hình, đưa mắt nhìn hắn đi xa, đợi cho hắn triệt để đi xa, lúc này mới hướng địa tiên giới bay đi. Thiên bảo đạo luân chân giải, thêm chút tu sửa, chính là tân đạo bên trong đỉnh cấp công pháp, thẳng tới trí tôn cảnh. Đây có lẽ là ta chuyến này thu hoạch lớn nhất, hắn đi vào địa tiên giới, thầm nghĩ, bất quá, Long đại trưởng lão đi vào địa tiên giới một chuyện, nhất định phải sớm một chút thông chi địa tiên giới cường giả, nếu không tất thành họa lớn. Đồ đần A Phúc Trần chờ một chút, chính mình nhận biết cường giả bên trong, liền số hứa ứng thực lực tu vi mạnh nhất, thứ yếu chính là thay mặt hứa ứng truyền đạo lâu minh ngọc. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hứa đạo tổ quả quyết sẽ không trầm luân, như vậy, hắn sẽ ở nơi nào? Chỉ là liền xem như hứa đạo tổ thời kỳ toàn thịnh, cũng đoạn không phải long đại trưởng lão đối thủ. Đồ đần A Phúc Trầm ngâm một lát, hướng thiên đạo tổ đình mà đi, thấp giọng nói, như vậy, chỉ có tổ thần hắn cũng không nhận ra tổ thần, cũng may biết thiên đạo tổ đình phương vị. Đãi hắn đổi tới thiên đạo tổ đình, liền gặp thiên đạo tổ đình không biết bị ai đánh cho trước sau trong suốt, môn hộ toàn hủy. Mà ở trong thiên đạo tổ đình còn có tiên đạo ô nhiễm lưu lại lộng lẫy sắc thái. Đồ đần A Phúc trong lòng thất kinh, tiến vào thiên đạo tổ đình, cầu kiến tổ thần. Hắn ở chỗ này gặp được Nguyên Vị Ương, trong lòng giật mình, nàng không phải đã chết rồi sao? Nguyên Vị Ương ngay tại một khối to lớn túy nham trước, lĩnh hội nghiên cứu, thấy là cố nhân, nói tổ thần tại thiên tiên giới ngoại khu vực chất keo, kéo dài thiên tiên giới tiến công. Đồ đần A Phúc nghe được tổ thần không tại, trong lòng phát lạnh, vội vàng nói thánh tôn đâu. Thực lực của hắn đủ cường hoành, có thể đối kháng long đại. Lúc này, ánh mắt của hắn bị khối kia thúy nham hấp dẫn tới, không khỏi ngơ ngẩn. Khối này thúy nham bên trên văn tự tổng cộng có hai loại, một loại là bỉ ngạn văn tự, một loại là đạo văn. Thúy nham lên, tựa như là một môn công pháp, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Nguyên Vị Ương lắc đầu nói, Thánh Tôn đã phế bỏ tu vi, từ đầu tu luyện, thực lực bây giờ chưa hẳn có thể so sánh được người ta. Đồ đần A phúc một trái tim càng ngày càng mát, nói, vị này long đại trưởng lão, là tu chỉ bị ngạn đại đạo cao thủ, có thể tùy ý táng hóa, tu vi hùng hồn không gì sánh được. Người này đã tiến vào địa tiên giới, tìm kiếm địa tiên giới kẻ thống trị, ý đồ nắm giữ địa tiên giới quyền lực. Trừ cái đó ra, hắn một mục đích khác, chính là bài trừ tổ thần phong ấn. Nguyên vị ương không khỏi nga mi cao lại, tổ thần phong ấn là vì ngăn cản phi thăng, hắn phong ấn cực kỳ rộng rãi, bao phủ toàn bộ địa tiên giới. Khổng lồ như thế phong ấn, khẳng định không đủ cường hoành, bị vị kia long tộc trưởng lão phá vỡ cũng không kỳ lạ. Đồ đần A Phúc truy vấn, như vậy hứa ứng đâu? Nguyên vị ương nói, hắn cùng tiên đế định ra lần quyết đấu thứ hai, liền ở trong thiên uyên. Hiện tại ngày đã tới gần, hắn hẳn là cũng sẽ tiến về thiên uyên. Bất quá, A à, ứng thực lực chỉ sợ cách vị kia long tộc cường giả còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đồ đần A à phúc vô kế khả thi, nguyên vị ương cười nói, bất quá ta có thể tiến cử hiền tài một người. Long gia, trung gia, tiểu bạch, các ngươi đi tìm cái kia long đại trưởng lão. Nàng vừa dứt lời, liền gặp một đầu tướng ngũ đoạn đại long cất bước đi tới, khi vũ hiên ngang, tư thái buồn cười, chính là long tộc viễn tổ. Bên cạnh chuông lớn toàn thân trải rộng bất diệt linh quang, trên vách chuông linh quang lưu chuyển, in các loại đạo pháp thần thông tiếp theo lại gặp một nam tử trẻ tuổi đi tới đầu sinh một đôi ngắn nhỏ sừng rồng viễn tổ đại long nói nguyên nhà đầu lại cho chúng ta sai khiến việc gì đây nguyên vị ương đem long đại trưởng lão sự tình nói một phen nói long đại trưởng lão dù sao cũng là long tộc các ngươi đi thích hợp nhất cái kia gọi tiểu bạch nam tử tuổi trẻ chính là long đình thiên thừa tướng bích hiên hải bởi vì ký ức giải phong luyện ra nhục thân những ngày này thực lực tu vi ngày càng khôi phục bích hiên hải nói viễn tổ Lòng đại trưởng lão nếu là thiên tiên giới long tộc, như vậy chúng ta không thể đổ cho người khác." Đại Long nói, những gia súc này, không nhận ta cái này tổ tông, chạy tới bái bỉ ngạn cổ thần, đem long tộc hết thảy truyền thừa đều mất đi, coi như cái rắm long tộc. Bọn hắn chính là hất lên long tộc túi ra bỉ ngạn dị nhân. Lời tuy như vậy, hắn hay là cùng Bích Yên Hải đồng hành, mang theo chuông lớn, cùng đi tìm Long đại trưởng lão. Đồ Đần A Phúc đang muốn cáo từ, quỷ thần xui khiến lại nhìn lén Thúy Nham bên trên văn tự đồ án sau một lúc lâu nói nguyên cô nương đang nỗ lực giải mã trên tảng đá công pháp môn công pháp này hẳn là bỉ ngạn pháp môn nguyên vị ương kinh ngạc nói người nhận ra đồ đần a phúc nói lòng đại trưởng lão dạy ta một chút chi thức nguyên vị ương hai mắt tỏa sáng cười nói trên thúy nham này công pháp là bất hủ cảnh công pháp do hư hoàng đại đạo quân từ vực ngoại truyền đến hẳn là để cho chúng ta đem môn công pháp này truyền đi để có được thực lực cùng bỉ ngạn cường giả đối kháng Đồ đần A Phúc trong lòng giật mình, bất hủ cảnh công pháp. Cái này chẳng phải là so với ta thiên bảo đạo luân chân giải còn muốn lợi hại hơn. Hắn đem chính mình lấy được thiên đạo bảo luân chân giải nói thẳng ra, nói cho Nguyên Vị Ương, Nguyên Vị Ương trầm ngâm một lát, nói, người công pháp này, giống như cùng hư hoàng đại đạo quân đưa tới bỉ ngạn công pháp, có chút khác biệt. Đồ đần A Phúc tại dạng nhánh cây đạo lý bên trên nghiên cứu không sâu, không bằng Nguyên Vị Ương lĩnh ngộ được nhiều, mặc dù nhìn ra Thúy Nham bên trên văn tự cùng bỉ ngạn có quan hệ, nhưng là trong lúc nhất thời không cách nào tìm hiểu ra phía trên văn tự nội dung. Nguyên cô nương, có cái gì không đúng sao? Đồ đần A Phúc dò hỏi, hai môn công pháp này, tại cảnh giới miêu tả trên có chỗ khác biệt. Nguyên vị ương lông mày cao lại, lẩm bẩm nói, cho nên, đến cùng là môn nào công pháp xảy ra vấn đề. chương 1148, trong lồng ngực nhưng có hào hùng chưa diệt, kiểu gì cũng sẽ thét giải phục trầm ngâm. Hai môn công pháp, một môn là được từ thiên tiên giới long tộc trưởng lão, một môn là được từ bỉ ngạn hư hoàng đại đạo quân đều là được từ bỉ ngạn cái này hai môn đối với cảnh giới miêu tả thế mà cũng không hoàn toàn nhất trí đồ đần a phúc không khỏi nghĩ lên tại nguyên thú lúc cố sự loại chuyện này đối với người nguyên thú tới nói nhìn lắm thành quen không cảm thấy kinh ngạc nhưng là hai môn công pháp này cái gì hay là nói hai môn công pháp đều là giả nguyên vị ương đi theo hứa ứng tu hành đối với đến từ bỉ ngạn lý cơ cấu đã có rất sâu lý giải hứa ứng rời đi thiên đạo tổ đình về sau nguyên vị ương liền một mực tại nghiên cứu thúy nham bên trên ghi lại bất hủ cảnh công pháp nàng đối với môn này bất hủ cảnh công pháp đã có rất sâu kiến giải nhưng mà cái gì nàng cũng không phân biệt ra được nếu khó phân thật giả như vậy nếu là đem tất cả lý cơ cấu đều đổi lại đạo văn cơ cấu hoặc là phù văn cơ cấu phải chăng liền không cần phân biệt thật giả rồi đồ đần a phúc hỏi nguyên vị ương suy tư biện pháp này khả thi nhãn tình sáng lên khen a phúc giải thích của ngươi càng cao thâm nếu như tất cả cơ cấu đều đổi thành phủ văn cơ cấu công pháp cố nhiên còn có thể tồn tại sơ hở nhưng dị nhân muốn thu hoạch liền chỉ cần trước đem chúng ta phủ văn cơ cấu thay thế thành lý cơ cấu nếu như thay thế không được vậy liền không thể nào thu hoạch ngươi thật thông minh đồ đần a phúc ngu ngơ cười một tiếng nói ta chỉ là dùng hứa đạo tổ tư duy hình thức đến muốn vấn đề này mà thôi nếu như ta là hứa đạo tổ ta sẽ làm như thế nào hứa đạo tổ nhất định sẽ đi ngược chiều. Nguyên vị ương thầm nghĩ, khả năng A ứng sẽ không muốn nhiều như vậy. Bất quá, A Phúc cho là A ứng so với hắn thông minh, đây là chuyện tốt. Đồ đần A Phúc đa trí gần giống yêu quái, là Chu tề vân đằng sau cái thứ nhất bằng vào chính mình bản lĩnh thật vượt qua siêu cấp thiên kiếp người, nếu không có tiên giới gian lận, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành tiên nhân. Hắn kinh lịch lần kia đả kích đằng sau, mới trở nên tinh thần xa sút coi là hứa ứng so với chính mình thông minh quá nhiều. Nhưng Nguyên Vị Ương cùng hứa ứng tiếp xúc đến lâu, liền phát hiện hứa ứng cứ việc cực kỳ thông minh, nhưng cũng có đôi khi đơn thuần đến buồn cười, luôn luôn làm ra một chút hài đồng giống như cử động, tính trẻ con chưa mẫn. Nếu như có một ngày, đồ đần A Phúc phát hiện chính mình so hứa ứng thông minh, như vậy hắn liền không sợ hứa ứng. Khi đó, hắn rất có thể sẽ trở thành kẻ đáng sợ nhất. Thiên hải bến đỏ, hứa ứng nhìn xem trước mặt ngồi ngay ngắn bất động thập phế thiên quân liễu quán nhất, cười nói thập toàn đạo tổ, hứa mỗ không phải người tham lam, ta thật không biết trùng sinh ảo diệu. Liễu quán nhất sắc mặt nghiêm nghị, nói, hứa đạo tổ, người khởi tử hoàn sinh, loại pháp môn này đoạt thiên địa tạo hóa, người tàng tư cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ta không phải là tay không mà tới. Hắn tế lên từ cửu cung đạo quân trong tay đoạt tới viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần, mảnh vỡ này đã bị cửu cung đạo nhân luyện thành linh quang cự long, một khi tế lên, uy năng dung chuyển trời đất. Liễu quán nhất ngôn từ nhất thiết, thần thái thành khẩn, nói, hứa đạo tổ, người ta cùng là thập toàn đạo tổ, luận thế gian này, những người khác tầm thường, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu hụt, nhưng duy chỉ có người ta, thập toàn thập mỹ, tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Trên đời, lại không người có thể cùng người ta so sánh. Cùng là thập toàn đạo tổ, nể tình tình đồng môn, người liền làm viện thủ. Hứa ứng quan sát tỉ mỉ hắn, chỉ gặp hắn nói ra loại này khoe khoang lời nói lúc, không có nửa điểm xấu hổ, hiển nhiên là trong lòng liền cảm giác hai người bọn họ thập toàn thập mỹ. Thế là, hứa ứng rất là hưởng thụ cười nói người nói có mấy phần đạo lý chỉ là ta cũng không biết chính mình thế nào liền từ trong phần mộ phục sinh liễu quán nhất nghiêm mặt nói như vậy ta lại thêm một điểm nho nhỏ tâm ý thiên uyên chi chiến lúc ta cùng thanh huyền tự mình trình diện trợ trận cho ngươi hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích hắn lần trước chiến bại chính là bởi vì chính mình bên này cường giả số lượng không nhiều bị tạo hóa trí tôn bọn người nhúng tay lúc đó phế vật thanh huyền tới qua một chuyến nhưng tới liền đi thập phế thiên quân liễu quán nhất thì chưa từng hiện thân lần này nếu như có liễu quán nhất cùng phế vật thanh huyền trợ trận chính mình liền lại nhiều một phần bảo hộ chỉ là liên quan tới hắn phục sinh hắn vẫn cho là là đời thứ nhất hứa ứng thành toàn lúc đó hắn tại đời thứ nhất hứa ứng ý thức chỗ sâu nhìn thấy chết đi vạn thế hứa ứng duy chỉ có chính mình còn sống khi hắn nhục thân tử vong lúc vạn thế hứa ứng dần dần tiêu tán tại hắn cũng sắp tử vong lúc đời thứ nhất hứa ứng tiêu tán bản thân để hắn đạt được nhục thân trưởng khống quyền, mới đổi được hứa ứng chi trùng sinh. Hắn tình trạng đặc thù, phế vật thanh huyền có thể hay không cũng tịch thứ khôi phục trùng sinh, vậy liền cũng còn chưa biết. Hứa ứng đột nhiên nghĩ đến, chính là đời thứ nhất bản thân tiêu tán, lúc này mới đổi lấy chính mình trùng sinh, mà thanh huyền cũng qua đời, rác rưởi như vậy thanh huyền đối mặt tình huống, chẳng phải là cùng mình tương tự. Chỉ cần phế vật thanh huyền nhập chủ nhục thân nó, phải chăng liền có thể phục sinh. Bất quá, phế vật thanh huyền chỉ là thiên ma, thiên ma là các loại tạp niệm tập hợp thể, mà hứa ứng lại là đời thứ nhất hứa ứng một đoạn ký ức. Cả hai khác biệt, càng thêm mấu chốt chính là, khi đó hứa ứng nguyên thần, nhục thân, tu vi, cảnh giới, đạo cảnh các loại đều bị thu gạt đến không còn một mảnh, nhưng còn có một chút bất diệt chân linh, bởi vì chúng sinh sở niệm, lưu bỏ không đi, âm gian lực lượng luân hồi cũng vô pháp đem hắn lôi đi. Mà Thanh Huyền đã đều chết hết, ngay cả điểm này bất diệt chân linh cũng không có. Nhưng bảo vệ ta một điểm cuối cùng sinh cơ, để chân linh không có rơi vào luân hồi, là của ta Tân Đạo Đạo Tổ công đức. Thủ ta ân huệ luyện, luyện khí sĩ, nhớ mãi không quên, để cho ta chân linh không vào luân hồi. Hứa Ứng trầm ngâm thật lâu, nhớ tới Trọng Hoa Đại Đế lấy hương hỏa thần lực tỉnh lại chính mình tất cả hương hỏa chi khí tình hình, trong lòng khẽ nhúc nhích, dò hỏi, Thanh Huyền có mộ bia, có tế tự sao? Liễu Quán nhất lắc đầu nói, nơi đó chỉ là một ngôi mộ hoang, không có mộ bia. Hứa Ứng thế là mang tới một khối vật liệu đá, đầu ngón tay kiếm khí bay múa, gọt ra một tấm bia đá. Hắn vận kiếm như bay, rất nhanh trên tấm bia đá liền xuất hiện từng nhóm chữ viết. Liễu quán nhất nhìn lại, chỉ gặp hứa ứng chữ viết đến không hỏng, chỉ là ngôn từ cũng không hùng tuấn tú lệ, rất là giản dị, đem Thanh Huyền đại khái sự tích nói một lần. Đế Thanh Huyền, thượng thanh đạo môn nhân sĩ, cảm thiên đạo chi biến, thương dân tình nỗi khổ, giận dữ khởi nghĩa. Bôn tẩu la hét, gọi nghĩa sĩ si ý chí, chinh chiến sát phạt, cầm cái dũng của thất phu. Đế thông minh nhạy bén, từ không sinh có, mở trí tôn cảnh, gợi mở hậu nhân, là tân đạo chi vỡ lòng. Liễu quán nhất dần dần đọc đi, trên tấm bia đá sự tích không lệch mấy, có thể thấy được hứa ứng hoàn toàn chính xác hữu tâm. Hứa ứng lấy ra ba nén hương, đốt lên cắm ở trước tấm bia đá, đọc thầm nói tiên hiền thanh huyền, thủ ta hương hỏa. Dư mông công chi dư tuệ, tu thành thái nhất, dùng cái này đặt vững tân đạo chi cơ. Công vỡ lòng tân đạo, mở trí tôn cảnh, sáng tạo không có tiền lệ ta nguyện cùng công, đồng đều hưởng tân đạo đạo tổ công đức. Nguyện bằng vào ta chi công đức, che chở công một chút chân linh bất diệt, bẩm lên thiên đạo, hạ khải địa đạo, hộ công không rơi vào luân hồi. Hứa ứng tụng tất, đem ba nén hương cắm ở trước tấm bia đá, chỉ gặp cái kia hương hỏa lẳng lặng thiêu đốt, hương khí thật lâu không tiêu tan, hóa thành hừng lực thần lực, vây quanh mộ bia xoay tròn, hình thành một đóa khánh vân. Trong khánh vân có tụng niệm âm thanh, ngâm tụng không dứt, chính là hứa ứng thanh âm. Liễu quán nhất gặp hắn lấy tự thân tân đạo đạo tổ đại công đức đến chợ thanh huyền bất diệt chân linh không rơi vào luân hồi trong lòng cảm động vạn phân hứa ứng cử động lần này không thể nghi ngờ thừa nhận thanh huyền cũng là tân đạo đạo tổ chính mình chủ động tế điện thanh huyền hắn cúi đầu này thiên địa cảm ứng liền có hùng hồn không gì sánh được hương hỏa chi khí tụ tại thanh huyền trên bia mộ đợi cho cái này ba nén hương đốt sạch hứa ứng cười nói thập toàn đạo tổ người có thể đem tấm bia đá này cầm lấy đi đứng ở thanh huyền trước mộ đợi cho Thanh Huyền thu nạp cái này 600, không năm qua chúng sinh tế tự thần lực của hắn, cỗ thần lực này liền có thể để hắn chân linh bất diệt, nhảy thoát luân hồi, trở về nhục thân. Đến lúc đó, phế vật Thanh Huyền tiến vào nhục thân, liền có thể phục sinh. Liễu quán nhất đem bia đá cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, trịnh trọng vạn phần, nói, hứa đạo tổ thiên uyên chi chiến, liễu mố cùng đế Thanh Huyền, nhất định trình diện trợ uy. Hứa ứng lắc đầu nói, phế vật Thanh Huyền, chưa hẳn nguyện ý phục sinh ta gặp qua hắn, chán trường vạn phần, càng muốn nằm ngửa hưởng thụ. Liễu quán nhất cười nói, vô luận là phế vật thanh huyền, hay là đế thanh huyền, đều là thanh huyền. Trong lòng ngực nhưng có hào hùng chưa diệt, kiểu gì cũng sẽ thét giải phục trầm ngâm. Cáo từ, hắn khom người cúi đầu, mang theo bia đá rời đi, đem linh quang cự long lưu tại nơi này. chương 1149, hứa ứng đưa mắt nhìn hắn đi xa, thấp giọng nói, trong lòng ngực nhưng có hào hùng chưa diệt, kiểu gì cũng sẽ thét giải phục trầm ngâm. Thanh Huyền sẽ là hạng người sao như vậy, tựa như ta đồng dạng. Hắn tập trung ý chí, dò xét đạo này linh quang cự long, trong lòng vui vẻ, đến linh quang này, long ra lại hoàn chỉnh một bộ phận, thân thể có thể lâu một chút. Thực lực của hắn, liền càng tiếp cận tổ thần, đúng, năm đó xuất thủ tranh đoạt viễn tổ mảnh vỡ nguyên thần, còn có la thánh nhân. Lại xử lý la thánh nhân, liền có thể đem khối thứ ba mảnh vỡ nguyên thần thu nạp. Thiên uyên một trận chiến, giết chết minh tôn, đến khối thứ bốn mảnh vỡ nguyên thần, Long ra liền có thể khôi phục hoàn chỉnh. Hắn đạo tâm do dự, đầy cõi lòng chờ mong. Đại Long khôi phục thực lực, mặc dù không đạt được viễn tổ cấp độ kia trạng thái đỉnh phong thực lực kinh khủng, nhưng càng tinh khiết hơn. Hẳn là có thể thay thế tổ thần, gánh vác cùng thiên tiên giới đối trọi trách nhiệm. Đạo nhân, ta có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo. Hứa ứng mời đến ngư cơ đạo nhân nói, vì sao thúy nham có thể xuyên qua khu vực chất keo, những pháp bảo khác liền không được? Đến cùng là thúy nham đại đạo tác dụng hay là Thúy Nham bản thân tác dụng. Ngư Cơ đạo nhân bị hắn vấn đề này làm khó, nói ta cũng chưa từng gặp qua Thúy Nham. Hứa ứng cười nói, Thiên đạo tổ đình bên trong còn có một khối Thúy Nham, đạo nhân nếu là có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, tiến về nơi đó xem xét liền biết. Ngư Cơ đạo nhân lưu tại Thiên Hải bến đò, mục đích chính là chế tạo càng nhiều tam giới kim thuyền, vãng lai nhân gian giới cùng thiên tiên giới, thuận tiện tam giới di dân. Chỉ là hắn chế tạo kim thuyền, cứ việc có thể tiến về nhân gian giới nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thiên tiên giới khu vực chất keo. Đây đối với vị này có theo đuổi thiên công tới nói, là cái lớn lao đả kích. Giờ phút này nghe được hứa ứng nói như vậy, hắn cũng không khỏi động tâm, lúc này liền gọi Trúc Thiền Thiền, mang lên mặt khác thiên công khởi hành tiến về thiên đạo tổ đình. Vì tự còn ngóng trông Trúc Thiền Thiền nghiên cứu chính mình, thuận tiện là tổ long triệu chính luyện chế trí tôn cảnh pháp bảo, tự nhiên cũng muốn mang theo tổ long đuổi theo. Hứa đạo tổ yên tâm, lần này thiên uyên chi chiến, vì mỗ chắc chắn trình diện trợ trận. Vì tự khom người, nói đi mang theo tổ long đuổi theo ngư cơ đạo nhân kim thuyền. Hứa ứng sừng sướng tại thiên hải bến đỏ chỗ, sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười ha ha. Cho đến ngày nay, công thủ chi thế dị dã, hắn một phương này thế lực, rốt cuộc triệt để siêu việt tiên đế chí tôn. Liễu quán nhất mang theo bia đá, đi vào phế vật thanh huyền nơi ở, lấy ra bia đá, hướng phế vật thanh huyền biểu hiện ra bi văn, thần thái kích động nói, đạo huynh, người phục sinh thời cơ đến rồi. Hứa đạo tổ vì ngươi lập bia lập chuyện, dùng chính mình công đức vì ngươi kéo dài tính mạng. Có tấm bia đá này, ngươi chỉ cần trở về nhục thân, liền có thể tụ tập lúc trước hương hỏa, đồng thời từ tân đạo đạo tổ hương hỏa bên trong phân đi một bộ phận. Mênh mông như vậy thần lực, nhất định từ luân hồi bên trong gọi ra ngươi bất diệt chân linh, để cho ngươi phục sinh. Phế vật Thanh Huyền lười biếng lườm bia đá một chút, lập tức đứng dậy, quay chung quanh bia đá chuyển hai vòng, dò xét bi văn, cười nói, hứa đạo tổ có lòng, nhưng cái đồ chơi này đối với ta vô dụng. Ta một tên phế vật, hất lên thanh huyền túi ra, bất quá là cho thanh huyền mất mặt mà thôi. Liễu quán nhất lớn tiếng nói, ngươi cũng là thanh huyền. Ngươi là ta đã thấy nhất có nhân vị thanh huyền. Phế vật thanh huyền lắc đầu nói, ta chỉ là một tên phế vật. Liễu quán nhất nghe vậy, giận tím mặt, ngươi là thanh huyền. Cái kia có thể cùng chúng ta những này bộ hạ uống rượu với nhau ăn thịt cùng một chỗ dốc sức làm cùng một chỗ trò chuyện nữ nhân Thanh Huyền. Ngươi không phải đế Thanh Huyền, người càng giống một cái người sống sờ sờ. Người đứng lên cho ta, người lúc trước muốn làm thành sự tình, còn chưa từng hoàn thành, người không có khả năng nằm xuống, người còn muốn tiếp tục xuất lĩnh chúng ta chinh chiến. Phế vật thanh huyền cũng giận tím mặt, cùng hắn đối chọi gai gắt, liếu quán nhất, người dựa vào cái gì kéo ta đứng lên. Ta chính là một tên phế vật, lười, tham ăn, háo sắc, còn tâm nhãn nhỏ, ta chính là muốn thành thành thật thật nằm, ta chính là muốn hưởng thụ sinh hoạt, người dựa vào cái gì muốn ta đứng lên. Đế thanh huyền, như vậy hoàn mỹ không phải cũng là đã chết rồi sao ta đứng lên hữu dụng không ta chính là bởi vì vô dụng mới nằm xuống ta lên ta liền sẽ không biến thành thánh tôn liền sẽ không biến thành quân vô đạo sao ta chính là một phế vật để cho ta nằm hắn thẳng tắp nằm trên mặt đất lợn chết không sợ bỏng nước sôi liễu quán nhất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hận không thể ngay cả đạp hắn mới cước buộc hắn đứng lên nhưng chân nâng lên hay là vô lực rơi xuống ngươi nằm đi Liễu quán nhất chán nản lắc đầu nói người sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện ngươi nằm trong khoảng thời gian này bằng hữu của ngươi thân nhân của ngươi người yêu của ngươi từng bước từng bước đối với ngươi tuyệt vọng rời bỏ ngươi ngươi không có ở đây thời điểm bọn hắn sẽ dần dần điêu vong cuối cùng trên đời này người nhận biết người chỉ còn lại có chính ngươi hắn ngẩng đầu lên ta sẽ đi giúp hứa đạo tổ cũng sẽ đi cùng tiên đình chém giết nếu là ta không chết mà nói ta sẽ cùng với thiên tiên giới cường giả quyết đấu Đạo huynh, vĩnh biệt, hắn quay người rời đi, đem bia đá lưu tại phế vật thanh huyền trong tiểu viện. Phế vật thanh huyền nằm tại chính mình dưới mộ bia, mộ chí minh chiếu sáng dạng dỡ. Phế vật thanh huyền trừng to mắt, vô thần nhìn lên bầu trời, hứa ứng chỗ sách mộ chí minh, mỗi một chữ đều giống như đối với hắn châm chọc. Ta chính là một tên phế vật, ta không phải đế thanh huyền. Hắn tại chính mình dưới mộ bia cuộn cong lại thân thể, thấp giọng chửi mắng, ta không có lãnh tụ trí tuệ, ta chỉ là đế thanh huyền dứt bỏ đi ra phế vật, tại sao muốn một tên phế vật như vậy đi gánh chịu trách nhiệm nặng như vậy? Ta không muốn bất cứ trách nhiệm nào, ta sợ sệt trách nhiệm, ta chỉ muốn trốn tránh. Oanh, thiên ngoại đột nhiên nổ tung, đó là thập nhị diệu đệ nhất diệu quân vô đạo, cùng đệ tam diệu bác sơn lão tổ ở thiên ngoại chém giết. Trận trận thần thông dư ba, đánh xuyên bầu trời, hóa thành biển lửa, hóa thành sân nhạc, bay lả tả, hướng phía dưới đập tới. Toàn bộ ánh tuyển thế giới, Tại hai đại đại la diệu cảnh thần thông dư ba áp bách dưới tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, một đoàn giống như như mặt trời sáng tỏ lôi hỏa từ trên không rơi xuống, ầm vang nện trên Yên Hà Sơn, Yên Hà Sơn chia năm xẻ bảy, ngọn núi tan rã, loạn thạch bay tán loạn. Phế vật Thanh Huyền tiểu viện tử tại mảnh này hủy diệt ba động bên trong hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có tấm bia đá kia tản mát ra cường đại thần lực, thủ hộ lấy phế vật Thanh Huyền, nhưng cũng bị bảo tạc trùng kích, mang theo hắn cuồn cuộn lấy hướng ra phía ngoài bay đi phế vật thanh huyền ở giữa không trung nhìn thấy từng đoàn từng đoàn lôi hỏa từ thiên ngoại rơi xuống hướng yên hà sơn địa phương khác đập tới cố hương của hắn tựa như hỏa diễm địa ngục vô số sinh linh trong phút chốc hôi phi yên diệt vì cái gì vì cái gì ngay cả cái nằm ngửa địa phương cũng không cho ta phế vật thanh huyền ngửa mặt lên trời gào thét lệ rơi đầy mặt thiên ngoại trùng kích càng kịch liệt đem hắn trùng kích đến nỗi ngay cả lật mang lăn cùng bia đá cùng một chỗ đập xuống tại một mảnh chân núi bên trong nơi này còn xem như an bình. Phế vật thanh huyền giấy rụa lấy đứng lên, lúc ngẩng đầu, liền gặp một tòa vô danh lăng mộ đứng sừng sững ở trước mặt hắn, lăng mộ không bia, không biết mai táng chính là ai. Phế vật thanh huyền ngốc trệ, si ngốc ngây ngốc nhìn xem tòa lăng mộ này, hứa ứng cho hắn điêu khắc bia đá, chính đứng sừng sững ở lăng mộ trước. Bốn phía, thiên băng địa liệt, ánh tuyển thế giới lại không tịnh thổ. Phế vật thanh huyền lảo đảo đi vào tòa lăng mộ này bên trong, Thấp giọng nói, ta chỉ là muốn tìm một khối có thể nằm ngửa địa phương, cũng không cho ta, như vậy ta chỉ có thể chính mình tranh thủ. Bia đá ung dung, thần lực xoay tròn, trong khánh vân tụng niệm âm thanh đột nhiên trở nên hùng vĩ đứng lên, nối liền quá khứ 600. Không 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 năm tất cả mọi người đối với tân đạo chờ đợi. Cuồn cuộn thần lực, ùn ùn kéo đến, giống như một đạo hương hỏa trường hà, liên tiếp lấy quá khứ cùng hiện tại. Đường kim trên đời tất cả tu hành tân đạo người hương hỏa, phân ra một bộ phận hướng nơi này chảy tới đó là hứa ứng phân cho hắn hương hỏa thần lực. Một lát sau, đế Thanh Huyền từ trong lăng mộ đi ra, nhìn về phía bầu trời. Thanh Huyền, người chưa xác định sự nghiệp, ta tên phế vật này tới giúp ngươi hoàn thành. chương 1151, dưới cây nhân trệ bọn họ cũng như điên cuồng, kêu lên Thanh Huyền quỷ hồn tới tìm chúng ta lấy mạng. Hắn sẽ giết chúng ta, ăn hết chúng ta, ta nhất định rất ngon miệng, kỹ nữ, ta mới càng ngon miệng, tiện nhân, ta muốn giết ngươi phế vật thanh huyền đi vào bác sơn lão tổ cùng quân vô đạo ở giữa nhìn xem đã từng quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt không biết bọn hắn tại sao lại biến thành hôm nay bộ dáng này quân vô đạo bác sơn ta trở về hắn mở miệng nói ngươi tuyệt không phải đế thanh huyền quân vô đạo phi thân lên thôi động chín đại đạo quả tế lên đầu người đạo thụ cùng từng thanh nhân trệ hướng hắn đánh tới cười gằn nói coi như ngươi là đế thanh huyền ta cũng muốn lại giết ngươi một lần phế vật thanh huyền đứng ở nơi đó khí tức lưu động, đột nhiên thần thông bộc phát. Cùng đế thanh huyền khác biệt, hắn chỉ có được đế thanh huyền tại tự chém trước ký ức, cũng không có đế thanh huyền tu thành trí tôn cảnh đằng sau ký ức. Nhưng là, hắn tại thái nhất động huyền chỗ sâu, khối kia bỉ ngạn chi địa bên trên, chém giết 600. 0005, hắn phải đối mặt, là từng tôn từ xa xôi bỉ ngạn xuyên qua ngưng kết thời gian, tiến vào thái nhất động huyền cổ thần. Phế vật thanh huyền cũng bởi vậy cùng đế thanh huyền đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác. 600 không 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 trong năm, hắn cùng bị ngạn cổ thần chém giết, giết chết bọn hắn, ăn hết bọn hắn, đạo pháp của hắn tràn đầy bá đạo, thần thông của hắn trở nên cuồng bạo cuồng dã, không có đủ đế thanh huyền mỹ cảm, nhưng là ngắn gọn hữu hiệu. Hắn tựa như là một tôn vượt qua ngưng kết thời gian, đánh tới cổ thần chi chủ, lấy tay là diều, vận cân như gió, tựa như khai thiên tích địa cự nhân, bổ ra quân vô đạo thần thông, cắt vào đạo tràng của hắn. Phong mang của hắn những nơi đi qua, từng khỏa đầu lâu từ giữa đó bị đánh thành hai nửa, cành đứt gãy, bay tán loạn, hóa thành đạo liên tiêu tán. Những cái kia vần quanh hắn bay múa đầu người nhân trệ phát ra thê lương thét lên, ma âm quấy nhiễu đạo tâm của hắn, nhưng 600. Không 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 trong năm, đạo tâm của hắn sớm đã rèn luyện như là bị sóng biển trùng kích vô số lần đá ngầm, lù lù bất động. Những dị vực cổ thần kia ma âm sau so đây càng là đáng sợ. Bọn hắn táng hóa thân ảnh cũng muốn so những đầu người này dữ tợt, bọn hắn đạo pháp cũng muốn so quân vô đạo tinh diệu, nhưng hắn đều gắng gượng vượt qua, giết chết bọn hắn, ăn như gió cuốn. Hắn hiện tại chiêu pháp, cho quân vô đạo cảm giác chính là đại xảo nhược truyết, đại xảo bất công, đã đạt tới hóa cảnh mà phản pháp quy chân, diệu không thể tìm ra. Muốn phá hắn chiêu pháp, đã không phải quân vô đạo có khả năng làm được. Sợ hãi giống như thủy triều đánh tới, quân vô đạo không còn dám đấu, quát to một tiếng che lấp trong lòng sợ hãi, quay người liền trốn, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn có được 9 đại đạo quả, luyện thành 9 loại diệu cảnh cấp đại đạo, mỗi một loại đại đạo đều có thể hóa thành nhất trọng đại la đạo tràng cửu trọng đại la đạo tràng sát nhập cùng một chỗ kiên cố không gì sánh được không thể phá hủy lấy tu vi của hắn chi hùng hậu đạo pháp chi tinh thâm đối mặt phế vật thanh huyền vẫn là có thể một trận chiến thắng bại khó liệu nhưng hắn đạo tâm là thật kém phế vật thanh huyền quá nhiều đến mức bất bại mà chạy phế vật thanh huyền xoay người lại đối mặt bác sơn lão tổ lộ ra dáng tươi cười bác sơn đạo huynh đã lâu không gặp bác sơn lão tổ khóe miệng run run hai tay hai chân đều đang run rẩy qua thật lâu mới vừa nói ra nói bệ bệ hạ phế vật thanh huyền cười nói bác sơn đạo huynh người ta vốn là bởi vì thiên địa bất công mà khởi binh phản kháng chính sách tàn bạo há có thể trở thành chính sách tàn bạo tiếp tục đi theo ta đi bác sơn lão tổ khóc lớn nằm dạp người cong xuống không thể nào đệ tử của ngươi minh tôn tại đạo quả của ta bên trên lưu lại lạc ấn lão hủ không có khả năng lại đi theo bệ hạ phế vật thanh huyền đi đến hắn trước mặt, dò xét đạo quả của hắn, đưa tay hướng đạo quả xóa đi, cười nói, xóa đi hắn lạc ấn là được. Bác Sơn lão tổ còn chưa tới kịp ngăn cản, liền chỉ cảm thấy đạo quả đột nhiên trở nên thanh minh thấu triệt, tiền đế trí tôn tại hắn đạo quả bên trên lưu lại dị chủng lạc ấn, vậy mà hoàn toàn biến mất. Theo ta đi thôi, phế vật thanh huyền đi ra đạo tràng của hắn, cười nói, thiên huyền một trận chiến, đã rất gần. Chúng ta đi làm cái chứng kiến. Bác Sơn lão tổ đứng dậy, ngơ ngơ ngác ngác đi theo hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận thanh huyền phục sinh sự thật hắn luôn luôn cảm thấy trước mắt cái này thanh huyền cùng trong trí nhớ của mình cái kia thanh huyền tựa hồ có chút khác biệt theo giữa bọn hắn tiếp xúc dần dần làm sâu sắc hắn phát hiện trước mắt cái này thanh huyền sáng sủa sáng tỏ có bất cần đời có hài đồng giống như tâm tính càng nhiều hơn chính là đủ loại khuyết điểm dạng này thanh huyền không phải tiên đế thanh huyền nhưng dạng này thanh huyền ngược lại làm cho hắn trầm tĩnh lại triệt để thả lỏng trong lòng đầu lo lắng trước mắt cái này thanh huyền hẳn là đế thanh huyền chém tới thiên ma hắn đánh giá ra phế vật thanh huyền lai lịch trong lòng yên lặng nói đế thanh huyền thật qua đời nhưng hắn năm đó chứng đạo trước chém ra phế vật ngược lại may mắn còn sống sót tại bây giờ cái này sụp đổ thời khắc hắn lại muốn dẫn lấy chúng ta đi ra một đầu con đường mới sao cùng một thời gian tiên đế trí tôn khẽ nhíu mày không biết sao hắn cảm thấy được chính mình lưu tại bác sơn lão tổ đạo quả bên trên lạc ấn trong lúc bất chợt biến mất hắn lưu lại lạc ấn cực kỳ nguy hiểm là hắn dùng thần toán là bí quyết suy luận ra tuyệt sát pháp môn ngày bình thường bác sơn vận dụng đạo quả không có bất kỳ cái gì trở ngại nhưng nếu là tiên đế động sát tâm liền có thể lập tức gạt bỏ đạo quả của hắn đây là tiên đế khống chế bác sơn đám người thủ đoạn chẳng lẽ bác sơn lão tổ chết rồi hắn tâm thần có chút khó có thể bình an trải qua mấy ngày nay la phù đạo chủ cửu cung đạo quân cùng thái nguyên đạo nhân tuần tự tử vong đã để hắn tâm thần bất an bây giờ lưu tại bác sơn lão tổ đạo quả bên trên lạc ấn biến mất càng làm cho trong lòng của hắn bối rối lên bác sơn lão tổ coi như không chết cũng đã mất đi khống chế mà hắn một cái khác giúp đỡ diệu la trí tôn từ khi truy sát hứa ứng đến nay cũng đã mất đi tung tích thậm chí có nghe đồn nói có người tại đông hải tri tân gặp qua diệu la trí tôn hắn đã điên điên khùng khùng si ngốc ngây ngốc truy sát hứa ứng năm người vậy mà chỉ còn lại có một cái đông thạch tiên sinh Trừ những sự tình phiền lòng này bên ngoài, còn có thập nhị diệu đệ nhất diệu quân vô đạo, đệ nhị diệu khô dương đạo quân, cùng đệ bát diệu la tiêu đạo chủ, cũng nhao nhao thoát khốn, bị thánh tôn phóng thích. Quân vô đạo từ không cần sách, khô dương đạo quân cùng la tiêu đạo chủ càng là kiệt ngạo bất tuần, không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, căn bản là không có cách hàng phục hai người. Hiện tại, tiên đế bên người chỉ còn lại có tạo hóa trí tôn, đan huyền tử, nguyên anh đạo chủ, hỏa linh tiên tử tứ đại cao thủ này, về phần cửu thiên cửu đế thì không có tác dụng lớn. Ta chỉ cần lại bói một quẻ, tính toán thiên uyên chi chiến cát hung. Tiên đế dốc lòng tính toán, chuyến này đại cát, nhưng mà hắn hay là tâm thần có chút không tập trung, chỉ cảm thấy thần toán không cách nào tin cậy, thế là lại tính toán vài quẻ, hay là đại cát. Ta chỉ cần đạp vào thời quang trường hà, để xem tương lai, mới có thể xác nhận kết quả của trận chiến này. Hắn đang muốn động thủ, đúng lúc này, đan huyền tử vội vàng chạy đến, nói, khởi bẩm bệ hạ, Bên ngoài tới cái quái nhân, đầu rồng thân người, tự xưng Long đại trưởng lão, nói là thiên tiên giới khách đến thăm, phụng thiên tiên giới Long đế chi mệnh, có chuyện quan trọng cùng bệ hạ thương lượng. Tiên đế không khỏi đại hỉ, ta nói là gì sẽ nhiều lần đều là đại cát, nguyên lai ta số phận ở chỗ này. Chương 1152, truyền thừa. Sau một lúc lâu, thiên tiên giới Long tộc trưởng lão Long đại đi vào đế cung, cùng tiên đế chí tôn gặp nhau. Tạo hóa chí tôn, nguyên anh đạo chủ hỏa linh tiên tử bọn người nghe hỏi vội vàng chạy đến, tề tụ một đường. Đám người nhao nhao nhìn về phía Long Đại trưởng lão, đằng đằng sát khí. Long Đại trưởng lão lơ đánh, đối với mấy người kia hồn nhiên không có để ở trong lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy ngày đó dùng độ thế kim thuyền tập kích chính mình nữ tử kia cùng cái kia chuông lớn hình đầu rồng, thầm nghĩ tiên đình làm địa tiên giới kẻ thống trị, xem ra không có bao nhiêu thực quyền. Cấp độ kia cường giả không tại tiên đình, nói rõ tiên đình căn bản không có thống trị toàn bộ địa tiên giới. Hắn đối đãi tiên đế thần thái, liền bất giác toát ra mấy phần khinh thị. Tiên đế bệ hạ, tại hạ phụng long đế chi mệnh, đi xứ địa tiên giới, hướng bệ hạ vấn an. Long đại trưởng lão Hàn Huyên một câu, nói, long đế bệ hạ có chỉ, nhân gian giới, địa tiên giới đều là thiên tiên giới hạ giới, bởi vì ngàn vạn năm trước biến cố, cùng thiên tiên giới mất liên lạc. Bây giờ tam giới triều tịch, thiên địa nhân tam giới tiếp cận, lúc này mới tìm về địa tiên giới, để địa tiên giới quay về thiên tiên giới thống trị. Long đế dự định khai thông tam giới bến đỏ, tiên phàm vãng lai, truyền thụ cho các người bỉ ngạn tuyệt học, thoát khỏi mông muội thúc đẩy khai hóa. Hắn lời vừa nói ra, tạo hóa, nguyên anh bọn người nhao nhao nhíu mày. Tiên đế cũng lông mày cao chặt, trong lòng rất là không vui. Mông muội khai hóa, hỏa linh tiên tử cười lạnh nói, vì sao chúng ta chính là mông muội các người chính là khai hóa. Long đại trưởng lão liếc nàng một cái, không nhanh không chậm nói, năm đó nhân tộc yêu tộc, đều là ta long tộc dưới chướng thần dân, là ta long tộc đem đạo pháp truyền thụ cho các ngươi, mới có về sau yêu tộc phan minh cùng nhân tộc phan minh. Lúc kia, các ngươi chính là mông muội không thay đổi, là chúng ta long tộc truyền thụ đạo pháp, để cho các ngươi khai hóa. Ngươi nữ tử này, có thể tính vô tri, ngươi, hỏa linh tiên tử chán nản, tiến lên trước một bước. Nguyên anh đạo chủ ngừng nàng, cười nói, trưởng lão, trước khác nay khác vậy. Long đình thời đại, Long tộc là thiên địa chúa tể, tu luyện tiên tiến đạo pháp thần thông. Nhưng cho đến ngày nay, địa tiên giới đã trải qua ngàn vạn năm phát triển, bây giờ địa tiên giới đạo pháp đã không thua tại Long đình thời đại. Long đại trưởng lão cười ha ha, lắc đầu nói, hạ trùng ngữ băng, tầm mắt nông cạn. Người cái này tiên đình, đạo cảnh bát trọng cảnh giới kẻ yếu ba năm chỉ, đây cũng là địa tiên giới ngàn vạn năm phát triển thành quả. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, ta Long đình thời đại, đạo cảnh cửu trọng giả chấn áp đương thời, là bất hủ, là vạn cổ đại đế. Long tộc đạo cảnh bát trọng giả, tính ra hàng trăm. Còn các tộc khác, như yêu tộc, nhân tộc, cũng nhiều có đạo cảnh bát trọng cường giả, so người bây giờ tiên đình còn nhiều hơn ra rất nhiều lần. Người nói ra lời này, không biết xấu hổ sao. Nguyên anh đạo chủ nắm chặt nắm đấm, lường tiên đế một chút, không có phát tác. Tạo hóa trí tôn nói, trưởng lão Tán Dương là một ngàn vạn năm trước Long Đình, bây giờ Long Đình so khi đó như thế nào? Long đại trưởng lão nghiêm nghị nói, bây giờ Long Đình, càng hơn trước kia. Hôm nay thiên tiên giới, có hai vị bất hủ tồn tại, mặt khác như ta người, số lượng đông đảo, vô số kể. Càng có bỉ ngạn cường giả, thỉnh thoảng giáng lâm, chỉ điểm ta Long Đình tướng sĩ tu hành. Đám người yên lặng liếc nhau, đều là nhíu chặt lông mày. Nếu là quả thật như Long đại trưởng lão nói, chẳng phải là nói thiên tiên giới có hai đại bất hủ cảnh tỏa chấn. Tiên đế trong lòng nghiêm nghị, bất hủ cảnh chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, cảnh giới này có tồn tại hay không còn có tranh luận có người nói tổ thần thời kỳ đỉnh phong chính là bất hủ cảnh nhưng cũng có người nói tổ thần cũng không cảnh giới chỉ là chiến lược đến bất hủ cảnh còn có người nói long tộc viễn tổ đã tu luyện tới bất hủ cảnh bất quá cũng có người phản đối cho là viễn tổ chỉ là nguyên thần đến bất hủ cảnh nhục thân cũng không đạt tới bởi vậy hắn không thể không bỏ qua nhục thân nguyên thần tiến vào uyên hải thiên tiên giới bất hủ cảnh là chân chính bất hủ cảnh so viễn tổ tổ thần như thế nào tạo hóa trí tôn nói trưởng lão luôn miệng nói long đình bỉ ngạn đạo pháp thắng qua địa tiên giới có thể có chứng cứ long đại trưởng lão ha ha cười nói tiểu đạo hữu cần gì chứng cứ nói miệng không bằng chứng sự thật làm chứng tạo hóa trí tôn cười nói chỉ là bất tài cũng là đạo cảnh bát trọng thẹn là trí tôn ta chỉ là chúng ta tiên đình tu vi thấp nhất đạo bát cảnh giới ta nguyện ý lĩnh giáo long đại trưởng lão bỉ ngạn đạo pháp long đại trưởng lão liếc nhìn hắn một cái nói tốt xác minh xác minh cũng là tốt tạo hóa trí tôn đề nghị nơi đây không tiện chúng ta đi thiên ngoại giao phong không cần đến phiền toái như vậy long đại trưởng lão thản nhiên nói nơi này liền rất tốt ngươi một mực xuất thủ làm hỏng đồ vật ta bồi tạo hóa trí tôn trên mặt dáng tươi cười nhưng trong lòng tức giận từ hắn công thành đến nay có rất ít người dám can đảm khinh thường hắn đế thanh huyền cùng thánh tôn tuần tự chứng đạo đằng sau hắn cũng tự chứng nói đồng thời hắn cũng là thập đại đạo cảnh chứng đạo hắn cũng có được trí tôn cấp động uyên, có được trí tôn pháp bảo. Năm đó hắn bởi vì muốn tránh đi thánh tôn, không thể không giả chết thoát thân chạy trốn tới nhân gian giới loại kia địa phương quỷ quái, kết quả bị hắc ám nhân gian thiên đạo ảnh hưởng tới tu hành, chậm trễ 600. 0005, nếu là cái này 600, 0005 đều có thể tu hành, hắn tự nghĩ thực lực tu vi không thể so với thánh tôn kém. Long đại trưởng lão dám can đảm khinh thường hắn, thật sự là không biết sống chết tạo hóa trí tôn đột nhiên thôi động động nguyên, đem đạo lực tự thân tăng lên tới cực hạn, thực lực tu vi lập tức tăng lên 10 lần. Tòa động nguyên này đến từ huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, gọi tạo hóa động nguyên, là hắn từ hư hoàng đại đạo quân nơi đó trộm lấy động nguyên. Hư hoàng thần thông rộng rãi, huyền Đô Ngọc Kinh Sơn bên trên còn có mặt khác trí tôn cấp động nguyên, từ tạo hóa động nguyên bị đánh cắp đằng sau, còn lại động nguyên liền nhau nhau bay đi, không biết tung tích. Tạo hóa trí tôn sau đầu tạo hóa chi luân xoay tròn, nhục thể của hắn còn bảo trì tại hơn 30 tuổi trạng thái, cực kỳ tuổi trẻ, trong nhục thân tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng. Hắn trí tôn cảnh cực kỳ hoàn chỉnh, cứ việc quy đạo ngọc bàn cũng không ở trên người, nhưng cũng không trở ngại thực lực của hắn phát huy. Hắn vừa xài bước ra, cuồn cuộn tạo hóa chi đạo, diễn hóa làm trí tôn cấp thần thông, hình thành một ngụm chuông lớn, tạo hóa chi lực diễn hóa vũ trụ hùng kỳ, phảng phất trong chuông cất giấu một cái vũ trụ đồng dạng. Trong chuông tinh hệ quay quanh, hàng tinh thôi sán, các loại đạo pháp bị tạo hóa chi đạo biến hóa ra, rất nhiều trong tinh thần lại có vạn vật vạn loại, sinh mệnh khí tức giạt rào. Tạo hóa chi đạo, bị hắn thôi diễn đến loại trình độ này, khiến cho người nhìn mà than thở. Long đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với tạo hóa chí tôn thành tựu có chút chấn kinh. Đột nhiên, loại này chấn kinh hóa thành hưng phấn, Long đại trưởng lão điều động thiên bảo đạo luân, lập tức sau lưng vô số dạng nhánh cây hoa văn tung bay, trong khoảnh khắc đầu rồng này lão giả liền hóa thành một tôn quanh thân cơ bắp dữ tợn quái vật khổng lồ. Hắn thân như dịch đồng dịch sát đổ bê tông mà thành, phải rồng mặt ngoài hiện ra dạng nhánh cây hoa văn, mặt xanh nanh vàng, giữ tợn dị thường, trên thân còn có rất nhiều dư thừa chi tiết, như là lộ ra ngoài xương cốt, chi chi xoa xoa. Sau lưng của hắn, một đạo thô to không gì sánh được thiên bảo đạo luân nổi lên, toàn thân như xương chế, phía trên khắc vẽ tràn đầy đều là dạng nhánh cây đạo lý, giải thích bị ngạn đại đạo, trong lúc nhất thời đạo khóc trùng kích đế cung. Tòa đại điện này tại đạo khóc bên dưới phi tốc mục nát. Hô, hắn lợi chảo nhô ra, xuyên thủng tạo hóa chuông thần thông, một tiếng ầm vang, đánh xuyên qua tạo hóa chí tôn sau đầu tạo hóa chi luân, to lớn không gì sánh được đạo lực trong khi chấn động, liền đem cái kia tạo hóa chi luân chấn động đến vỡ nát. Chương 1153, mọi người sắc mặt đều biến, cái này Long đại trưởng lão cường hoành đến có chút không hợp thói thường, vô cùng đơn giản một quyền, liền đánh nổ tạo hóa chí tôn thần thông, phá tạo hóa chí tôn khổ tu nhiều năm đạo pháp. Mọi người tại đây đều là thực lực tu vi bất phàm hạng người, tầm mắt kiến thức cực cao, lập tức nhìn ra hai loại đạo pháp va nhau trong nháy mắt, long đại đại đạo càng cao cấp hơn, đập vụn cấu thành tạo hóa chi đạo nội tại phù văn kết cấu, để tạo hóa chi đạo uy lực không cách nào phát huy ra. Trong lòng bọn họ không khỏi trầm xuống, tạo hóa chí tôn là trong bọn họ tu vi cao nhất cái kia, pháp lực hùng hồn nhất, còn thắng tiên đế ngay cả hắn đều không thể chống cự đối phương đạo Pháp, đổi lại bọn hắn tự nhiên càng là không thành. Long đại trưởng lão một quyền này đánh nát tạo hóa chi luân về sau, vậy mà vẫn như cũ chưa ngừng, hóa quyền là trưởng, hướng tạo hóa chí tôn trùng điệp đập xuống. Tạo hóa chí tôn mặc dù bãi bất loạn, động nguyên xoay tròn, đạo lực tuôn ra, biến chiêu đối kháng, nhưng Long đại trưởng lão một trường này đè xuống, liền cắt đứt hắn cùng tạo hóa động nguyên liên hệ, đem hắn đầu chế trụ. Dừng tay, tiên đế chí tôn bọn người vội vàng hét lớn. Long đại trưởng lão chẳng quan tâm, chế chủ tạo hóa chí tôn cái ót, đem hắn cầm lên, chấn áp lại đối phương huyết thảy biến hóa, một tay khác rũi ra một cây sắc bén đầu ngón tay, tại tạo hóa chí tôn trên trán xẹt qua, quay chung quanh sọ não của hắn vẽ một tuần. Hỏa linh tiên tử, Đan Huyền tử cùng Nguyên Anh đạo chủ liền muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện, tạo hóa chí tôn nhịn xuống đau nhức, cao giọng quát, ta không sao. Ai cũng không cho phép ra tay. Tiên đế chí tôn hoành thân ngăn tại ba người trước người, quát, Long bình Sứ Giả cũng không ác ý, không cho phép ra tay. Long Đại Trưởng Lão duỗi ra hai cây đầu ngón tay, nắm tạo hóa trí tôn ra đầu, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem hắn ra đầu bóc, rất là hài lòng. Long Đại Trưởng Lão vứt xuống tạo hóa chí tôn, cẩn thận từng ly từng tí đem ra đầu triển bình, luyện lên bên trên vết máu. Tạo hóa chí tôn máu chảy đầy mặt, thần thái không thay đổi, ra hiệu hỏa linh tiên tử bọn người không được hành động thiếu suy nghĩ, nói trưởng lão thần thông quảng đại, khiến cho người khâm phục. Lòng đại trưởng lão cười ha ha nói, tiểu đạo hữu, ngươi không có tu hành bỉ ngạn đại đạo, có thể tu luyện tới loại trình độ này rất không dễ dàng. Cắt ra đầu là ta thiên tiên giới truyền thống cũ, phàm là gặp được thưởng thức đối thủ đều muốn đem đối phương ra đầu cắt lấy, thuộc gia chế xong cất giữ. Ngươi bị sợ hãi, tạo hóa trí tôn nuốt xuống phun lên cổ họng máu tươi, lắc đầu nói, ta không sao. Đa tạ trưởng lão hạ thủ lưu tình. Hắn tạo hóa chi thuật tinh diệu, rất nhanh liền ra đầu tái sinh thể nội ám thương cũng khôi phục rất nhiều, chỉ là còn cần điều dưỡng mấy ngày. Long đại trưởng lão ánh mắt rơi vào tiên đế chí tôn trên thân, cười nói, biệt tiên giới tiên đế bệ hạ, các người đã gặp thần thông của ta, ý như thế nào? Tiên đế trí tôn nhìn về phía tạo hóa trí tôn, tạo hóa trí tôn nhìn xuống đau xót, nói, bệ hạ, thần coi là việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Bị ngạn pháp môn tuy tốt, nhưng yêu cầu chúng ta liên thông thiên tiên giới, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Tiên đế chí tôn trần chờ. Tạo Hóa Chí Tôn nói: Bệ hạ, tổ thần khống chế kim thuyền tiến về khu vực chất keo ngăn chặn thiên tiên giới cường giả, phân đấu quên mình, chúng ta há có thể ngược lại đầu hàng địch? Long Đại trưởng lão nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tiểu đạo hiếu, trong này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Các ngươi vì kia tổ thần tà không gì sánh được, ta thiên tiên giới sứ giả Phụng Long Đế chi mệnh khống chế thúy nham, nếm thử đả thông biệt tiên giới thông đạo thuận tiện lưỡng giới vãng lai. Cái kia tổ thần vậy mà đem người ở trên nửa đường đánh lén? đến mức ta long đình sứ giả tử thương thảm trọng. Địa tiên giới tiên đế bệ hạ, xin mời lập tức hạ lệch, chu sát kẻ này. Tiên đế lườm tạo hóa trí tôn một chút, nói, sư thúc, người nhìn. Long đại trưởng lão cười lạnh nói, cái này tổ thần tả không chỉ như thế, địa tiên giới tiên nhân phi thăng thiên tiên giới, tiến về thiên tiên giới học tập cao hơn đạo Pháp, cũng bị hắn phong ấn ngăn cản. Không chỉ có cái này tổ thần đạo đức bại hoại, còn có một cái gọi hứa ứng, càng là xâm nhập thiên tiên giới, dùng thuyền đụng người, Liên sát ta thiên tiên giới rất nhiều yêu thích hòa bình Long Tiên Này hai liêu, biệt tiên giới nhất định phải đem bắt giữ Giao cho ta thiên tiên giới thẩm phán hỏi tội Tiên đế cười nói, sư thúc Thiên tiên giới cùng chúng ta có giống nhau địch nhân Sao không thuận nước đẩy thuyền Tạo hóa trí tôn khẽ nhíu mày Hỏa linh tiên tử kêu ầm lên, bệ hạ không thể Chúng ta cùng tổ thần cùng hứa đạo tổ chi tranh Là chúng ta nội bộ chi tranh Người đem ngoại nhân đưa vào tới đối phó tổ thần cùng hứa đạo tổ nếu là bọn họ tới sau không đi đâu. Tiên đế nói, hỏa sư thúc dậy phải, chỉ là chúng ta không mời người ta tiến đến, người ta đánh vào đến, lại có thể thế nào? Nguyên anh đạo chủ lạnh lùng nói, đánh vào đến, đương nhiên dùng mệnh đi ngăn cản. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Tiên đế cao mày, trầm ngâm không chừng. Long đại trưởng lão ha ha cười nói, Long đình năm đó vì tìm kiếm một chút hy vọng sống, tạo độ thế kim thuyền, thoát đi tam giới, lái ra vũ trụ tìm kiếm bỉ ngạn. 40 chiếc thuyền, trở đến hàng vạn mà tính long tộc cường giả, chỉ có một chiếc trở về, mang đến bỉ ngạn tuyệt học. Ta Long Đình hy sinh to lớn như thế, mới đổi lấy bỉ ngạn tuyệt học, bây giờ Long Đình dự định đem bỉ ngạn văn minh đưa đến địa tiên giới, không nghĩ tới lại đổi lấy hiểu lầm. Địa tiên giới, thật là khiến ta thất vọng a. À. Bệ hạ, hắn thể phách khôi phục như lúc ban đầu, thản nhiên nói, nếu không tin mặc ta, như vậy ta liền cáo từ. Trưởng lão chậm đã, tiên đế ánh mắt chấp động, ngừng hắn, Hướng hỏa linh tiên tử cùng nguyên anh đạo chủ cười nói, thiên tiên giới chưa hẳn chính là xâm lấn, chúng ta há có thể không thêm vào hiểu rõ. liền nói đối phương dự định chiếm đoạt chúng ta địa tiên giới, khó tránh khỏi có chút võ đoán. Hỏa linh tiên tử cùng nguyên anh đạo chủ giận dữ, đang muốn nói chuyện, tạo hóa chí tôn ho khan một cái, nói, hỏa linh, nguyên anh, ta coi là bệ hạ nói đến có lý. Hỏa linh tiên tử cùng nguyên anh đạo chủ vừa sợ vừa giật, chăm miệng một lời, tạo hóa đạo huynh, người cũng hoa mắt gù tai tạo hóa trí tôn nghiêm mặt nói cũng không phải là như vậy mà là chúng ta đạo pháp thần thông hoàn toàn chính xác kém xa bỉ ngạn trưởng lão đường xa mà đến mang đến bỉ ngạn công pháp thần thông là giáo hóa chúng ta để cho chúng ta đi ra mông muội không còn tự cho là đúng đây là chuyện tốt bệ hạ người cho rằng đâu tiên đế thu liếm đối với hỏa linh cùng nguyên anh sát tâm cười nói ta cũng đang có ý này sư thúc nói tại ta trong tâm khảm tạo hóa trí tôn hướng long đại trưởng lão nói chúng ta nên như thế nào hướng long đình học tập Long đại trưởng lão cười nói, bệ hạ một tờ ra lệnh, phế bỏ các người hiện hữu đạo văn, phù văn, toàn diện học tập bỉ ngạn lý văn, phế bỏ bây giờ đạo pháp thần thông, học tập bỉ ngạn đạo pháp thần thông. Hỏa linh cùng nguyên anh hai nữ tử tức giận đến thân thể phát run. Tạo hóa trí tôn cười nói, nên làm như vậy, chúng ta đạo pháp thấp, đạo văn phù văn cũng không bằng bỉ ngạn, nếu như không học, sớm muộn sẽ bị người diệt việt. Học, nhất định phải học, chỉ là, hắn lộ ra ngượng nghịu, Nói trưởng lão có thể hay không đợi chút mấy ngày, tha cho chúng ta thương nghị một chút. Mà lại, tiếp qua hơn 10 ngày, chính là Bệ hạ cùng Ác Tặc kia hứa ứng quyết chiến thời gian. Không bằng dạng này, đợi đến hơn 10 ngày về sau, Bệ hạ cùng hứa ứng quyết chiến đằng sau, đem hứa ứng kia bắt chân áp, khiến cho trưởng lão lại kết minh đối phó tổ thần cũng không muộn. Long đại trưởng lão cười ha ha nói, tiểu đạo hữu thật sự là thông tình đạt lý, như vậy bệ hạ, chúng ta liền định như vậy. Tiên đế trí tôn cười nói, tất cả đều vui vẻ, tất nhiên là tốt nhất. Trưởng lão không bằng lưu tại nơi này, lặng chờ tin lành. Long đại trưởng lão gật đầu, ngay tại trong đế cung ở lại. Tạo hóa trí tôn hạ thấp người nói, bệ hạ, ta có thương tích trong người, cáo lui trước. Tiên đế ân cần đưa tiến, hỏa linh tiên tử cùng nguyên anh đạo chủ oán hận mà đi. Đan huyền tử trần chờ một chút, lưu ở bên người tiên đế. Hỏa linh tiên tử cùng nguyên anh đạo chủ đến sông tạo hóa trí tôn phủ đệ, tạo hóa trí tôn từ đầu đến cuối đóng cửa không ra, cự không tiếp khách. Hai nữ đành phải rời đi, tổ đình, chân võ quan, ninh thanh công tử ngay tại tu hành, bỗng nhiên quy đạo ngọc bàn lắc lư, một cái thanh niên áo đen chậm rãi từ trong ngọc bàn đi ra, lại là tạo hóa trí tôn trong kính hóa thân, tỉnh lại ninh thanh công tử, cười nói, ninh thanh, hôm nay vì sư hướng ngươi chào từ biệt. Ninh thanh công tử giận dữ, quát người giết hại tân đạo đạo tổ, còn có mặt mũi tới gặp ta. Ta không có người dạng này sư phụ. Thanh niên áo đen nói, ta quyết tâm muốn làm một việc đại sự, e sợ cho chính mình không cách nào còn sống trở về, bởi vậy hướng ngươi chào từ biệt. Đồ nhi, vi sư lần này đi, ngươi lại lần nữa nghe được danh hào của ta lúc, chính là ngươi là đệ tử của ta mà kiêu ngạo. chương 1154, tạo hóa cái chết. Ninh Thanh công tử nghe vậy, tâm tình lập tức khẩn trương lên. Tạo hóa trí tôn đối với hắn tên đệ tử này nhưng cũng không sai, cho tới nay tạo hóa trí tôn đều là thông qua quy đạo ngọc bàn đến truyền thụ cho hắn các loại đạo pháp thần thông, chỉ điểm hắn tu hành. Ninh Thanh Tu vì tạo nghệ đã là tân đạo bên trong ít có cao thủ, bất quá từ hứa ứng, tiên đế thiên uyên sau chiến đấu, Ninh Thanh liền không tiếp tục để ý tạo hóa trí tôn. Hứa ứng là tân đạo đạo tổ, Ninh Thanh cũng là nhóm đầu tiên đạt được tân đạo truyền thường người, biết tân đạo ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Hứa đạo tổ làm ra lớn như thế cống hiến, tạo hóa trí tôn bọn người lại tại hắn sắp thắng lợi thời khắc sống còn, đem hắn chấn áp, để tiên đế thu hoạch. Đổi lại ai, cũng vô pháp tiếp nhận có sư phụ như vậy. Ninh Thanh, thừa dịp còn có mấy ngày, ta đem ta tạo hóa quy đạo công truyền thụ cho ngươi. Tạo hóa trí tôn trong kính hóa thân cũng mặc kệ Ninh Thanh công tử phải chăng phản đối, tự mình giảng giải chính mình khai sáng tạo hóa quy đạo công. Công này mặc dù có huyền đô ngọc kinh sơn công pháp bóng dáng, nhưng từ hắn đại thành về sau, hắn trên tạo hóa chi đạo tạo nghệ, đã siêu việt huyền đô ngọc kinh sơn. Chỉ bất quá, Hắn nguyên bản đã từng truyền thụ qua Ninh Thanh Công tử tạo hóa quy đạo công, Ninh Thanh so sánh hai cái phiên bản, phát hiện hắn lúc trước truyền lại tạo hóa quy đạo công, cùng hôm nay truyền lại tạo hóa quy đạo công, có mấy chỗ nhỏ xíu khác nhau. Ninh Thanh Công tử đem cái này mấy chỗ nhỏ xíu khác nhau hái đi ra, hỏi thăm Tạo hóa Chí Tôn, nói: "Lão sư, người trước kia truyền tạo hóa quy đạo công, tồn tại ở mấy chỗ lỗ thủng, hẳn là ngươi có lưu cửa sau dự định thu hoạch ta." Tạo hóa Chí Tôn sắc mặt đỏ lên, "Làm gì có việc đó." lúc trước bất quá là sơ hở, Ninh Thanh Hồ nghi, bỗng nhiên buồn từ đó đến, khóc lớn một trận. Tạo hóa trí tôn luống cuống tay chân, muốn khuyên hắn cũng không phải nên như thế nào an ủi, cười nói, người đang yên đang lành, tại sao lại khóc đi. Thế nhưng là trách ta lúc trước truyền cho người công pháp có dấu sơ hở. Ninh Thanh lau đi nước mắt, nói, người truyền ta mang theo sơ hở công pháp, ta biết người còn có thể còn sống. Nhưng ngươi đem chân chính công pháp truyền ta, ta liền biết ngươi giữ nhiều lành ít. Ngươi mặc dù hốn trướng, nhưng dù sao cũng là ân sư của ta, biết ngươi sắp chết, ta há có thể không buồn. Tạo hóa trí tôn giật mình, cười mắng, nói bậy. Vi sư chỉ là muốn làm đại sự, mới sẽ không chết. Người viên này giao hẹ nhỏ trước tạm mọc ra, chờ vi sư hoàn thành việc đại sự kia trở về, thu hoạch được ngươi. Hắn truyền đạo đằng sau, vừa lòng thỏa ý, nguyên bản định trở lại quy đạo ngọc bàn bên trong, lại bởi vì ninh thanh một trận khóc lớn, xúc động tâm linh. Thế là rời đi chân võ quan, trong bất chi bất giác đi vào âm gian vọng hương đài, tiến vào huyền đô Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Kinh Sơn bên trên, huyền đô bắt cảnh sạc sỡ lóa mắt, hư hoàng đại đạo quân thiên địa nguyên thần ngồi tại trong đạo quán, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tạo hóa trí tôn trong kính hóa thân đi vào đại đạo quân trước người, cúi đầu cong xuống, nói, sư tôn, đệ tử đến đây nhận tội. Hư hoàng đại đạo quân chậm chạp không có mở to mắt nhìn hắn. Tạo hóa trí tôn năm đó bởi vì thiên hạ kịch biến, đạo khóc tàn phá bừa bãi, cảm giác dân sinh chi gian, sư môn của mình lại ngồi nhìn hảo kiếp, mặc kệ chúng sinh, thế là giận dữ giết ra huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, tạo phản khởi nghĩa. Đợi cho thanh huyền chứng đạo đằng sau, tạo hóa trí tôn cũng lĩnh ngộ ra chính mình trí tôn con đường, tại huyền Đô Bát Cảnh trên cơ sở luyện thành thập cảnh. Nhưng là hắn thiếu khuyết một tòa trí tôn động uyên từ đầu đến cuối không cách nào chứng đạo trí tôn. Thế là, hắn liền giết trở lại huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, đem những cái kia phản kháng sư huynh đệ của mình chém giết, thậm chí đem hư hoàng đại đạo quân thiên địa nguyên thần cũng cho giết chết, rốt cục đoạt được tạo hóa động nguyên. Hắn công thành danh toại đằng sau, mỗi lần nhớ lại việc này, dù sao cũng hơi hối hận. Nhưng hắn dù sao cũng là nghĩa quân lãnh tụ, lại là tân tiên đình người sáng lập một trong, há có thể cúi đầu nhận sai. Tạo hóa trí tôn gặp đại đạo quân cũng không mở to mắt, yên lặng đứng dậy, hầu hạ đại đạo quân ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nhưng đại đạo quân từ đầu đến cuối chưa từng mở mắt nhìn hắn. Qua mấy ngày tạo hóa trí tôn hướng đại đạo quân bái một cái, yên lặng rời đi. Hắn đi vào vọng hương đài, sắp đi ra khối này âm dương lưỡng giới thần bí chi địa lúc, chỉ nghe đại đạo quân thanh âm từ phía sau chuyển đến ân nguyên, sao không quay đầu. Tạo hóa chí tôn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tuế nguyệt như là giống như mộng ảo, từ vọng hương đài hai bên đường phố trải qua. Khói bụi nổi lên bốn phía, đợi cho khói bụi tán đi, hắn thấy được sáu trăm. năm trước kia huyền đô ngọc kinh sơn, chính mình giết ra huyền đô ngọc kinh sơn tình hình trong tuế nguyệt những cái kia chết ở trong tay hắn sư huynh đệ rõ mồn một trước mắt thời điểm đó bọn hắn còn sống bọn hắn dự định lao xuống núi ngăn cản lưng mình phản sư môn để hắn đi hư hoàng đại đạo quân thanh âm truyền đến trong thanh âm mang theo vui mừng ân nguyên cảm niệm thiên địa chúng sinh có đệ tử này còn cầu mong gì tạo hóa trí tôn lệ rơi đầy mặt vọng hương đài cảnh tượng theo hắn tâm niệm mà lên lại hiện ra hắn trở thành nghĩa quân lãnh tụ thẳng hướng huyền đô ngọc kinh sơn tình hình. Hắn chỉ biết mình khi đó một lòng muốn đoạt đi tạo hóa động nguyên cũng không biết ngọc kinh sơn bên trong tình hình. Lúc này hắn biết, hư hoàng đại đạo quân biết hắn muốn tới, thế là phân phó chúng đệ tử, các người ân nguyên sư huynh sắp đến, thay vi sư đi nghênh đón hắn. Hắn bây giờ là nghĩa quân lãnh tụ, không được chậm trễ. Tiếp theo màn chính là tạo hóa trí tôn xuất lĩnh nghĩa quân Đổ sát đồng môn tình hình, tạo hóa trí tôn đem người giết tới núi đi, giết tới hư hoàng đại đạo quân trước mặt hư hoàng đại đạo quân nhắm mắt lại không có nhìn hắn tạo hóa trí tôn thống hạ sát thủ khói bụi lại lần nữa vào tới đem tạo hóa trí tôn tầm mắt che chắn tạo hóa trí tôn yên lặng xoay người sang chỗ khác lại quay đầu nhìn lại vọng hương đài trông thấy chính là tâm linh cố hương hắn nhìn thấy chính mình lên núi bái sư một màn kia hư hoàng đại đạo quân khẽ vuốt đỉnh đầu của mình cười nói đứa nhỏ này có tuệ căn tạo hóa trí tôn trước mắt hoàn toàn mông lung xoay người hướng vọng hương đài đi ra ngoài Ân Nguyên, quay đầu, phía sau hắn chuyển đến hư hoàng đại đạo quân thanh âm. Sư tôn, đệ tử nghiệp chướng nặng nề, không quay đầu lại được. Hắn đi ra ngoài, thân hình nhảy lên, cùng không trung bay tới quy đạo ngọc bàn hòa làm một thể, phá không mà đi. Tiên đình, tạo hóa trí tôn trong phủ đệ, tạo hóa trí tôn trần chờ liên tục, hay là đứng dậy tiến vào động nguyên. Hắn đem chính mình phụ mẫu vợ con an bài tại động nguyên trong bờ bên kia, để bọn hắn trường sinh bất lão, nhưng là hắn lại chậm chạp không dám tiến vào thăm hỏi vợ con già trẻ. Hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có từng tới nơi này. Cận hương tình khiếp, hắn đi vào động uyên bờ bên kia trước, lại chu trừ. Cuối cùng, hắn cắn răng, dự định quay người rời đi. Ân nguyên, một thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến, tạo hóa trí tôn thân thể cứng ngắc, xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy chính mình mẹ già. Lão Thái Quân vui vô cùng, hướng hắn ngoắc, lại cuống quyết đối với trong trạch viện hô, lão đầu tử lão đầu tử ân nguyên trở về ân nguyên nhà nhà ngươi lão gia trở về mau tới ta không thấy hắn trong viện truyền đến ân lão gia tử thanh âm mang theo nộ khí đồ chó hoang nhiệt tử đem chúng ta nhốt ở chỗ này ngồi tù còn không bằng chết xong hết mọi chuyện để hắn lăn tới đây tạo hóa trí tôn đột nhiên như chút được gánh nặng trên mặt dáng tươi cười đi ra phía trước hắn bái kiến mẹ già lại cùng vọt ra tới vợ con ôm vào cùng một chỗ sau đó liền nhìn thấy lão phụ thân chủ quải trượng đứng ở trước cửa đã là tức giận lại có chút ân cần nhìn xem hắn. Tạo hóa trí tôn tiến lên lễ bái, lão phụ thân dẫn theo quải trượng dự định đánh hắn, lại không hạ được đi, dừng một chút quải trượng, nói, đồ hỗn trướng, đứng lên đi. Đầu đập đến như thế vang, không đau sao, tiến đến, tạo hóa trí tôn đứng dậy, đi theo hắn đi vào trong viện. Trong sân không bao lâu lại vang lên hoan thanh tiếu ngữ, tạo hóa trí tôn ở mấy ngày, liền muốn rời đi, thê tử của hắn ân cần nói, lần này lại muốn đi bao lâu bên ngoài còn không yên ổn sao? Tạo hóa trí tôn trần chờ một chút, nói ta đi làm một việc đại sự, nếu là có thể hoàn thành, các ngươi liền không cần sống ở chỗ này. Hắn lão phụ thân sắc mặt ngưng trọng, phân phó nói, đi làm chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ngươi đồ chó hoang lại làm chuyện xấu, đánh gãy chân của ngươi. Ta lão ân nhà chưa từng có phôi trùng, là chuyện tốt, tạo hóa trí tôn trần chờ một chút, nói, cha, mẹ, chỉ là lần này, có thể sẽ dựng vào thân gia tính mệnh, liên lụy nhị lão. Mẹ của hắn hỏi, nhất định phải đi làm sao? Nhất định phải đi làm, vậy liền đi làm đi. Tạo hóa trí tôn đi ra động nguyên trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. chương 1155, suốt cục, lần thứ hai thiên uyên chi chiến tới gần, tiên đình trong ngoài, sớm có cường giả khắp nơi nghe tiếng mà động, thật sớm đi thiên uyên, chiếm cứ vị trí tốt chờ đợi trận này khoáng thế chi chiến. Bây giờ tân đạo hưng vượng, đã dần dần thay thế ngày xưa pháp môn tu luyện trở thành hành quyết, tiên nhân cũng không cần phi thăng. Còn tiên sơn phúc địa, mặc dù vẫn như cũ có không ít người tranh đoạt tranh đoạt, nhưng chỉ cần tu luyện tân đạo, coi như không có tiên sơn phúc địa, cũng có thể luyện thành động uyên, thỏa mãn thường ngày tu luyện cần thiết. Đối với tân đạo, luyện khí sĩ bọn họ tự nhiên cảm kích, chỉ là đối với tân đạo đạo tổ đến cùng là ai, vẫn còn có nhiều tranh luận. Có người nói tiên đế trí tôn khai sáng tân đạo đạo Pháp, xác lập tân đạo 14 cảnh giới, là tân đạo đạo tổ. Có người nói hứa ứng mới là tân đạo đạo tổ, tiên đế giết hứa đạo tổ, thu hoạch cảnh giới của hắn, cướp đoạt nó động nguyên, lại cưỡng đoạt nó công đức tử khí, tội ác tài trời. Hai loại thuyết pháp đều có, chưa kết luận được. Bất quá hứa ứng cùng tiên đế lần thứ hai thiên uyên quyết đấu những ngày này nhưng dần dần truyền ra, liên quan tới lần thứ nhất thiên uyên quyết đấu, cũng dần dần làm người biết. Loại thứ hai thuyết pháp thế là dần dần thành chủ lưu, tiên đế danh vọng bởi vậy tổn hao nhiều, khắp nơi đều đang nghị luận hắn giết hứa đạo tổ cướp đoạt công đức, cho là hắn đại nghịch bất đạo. Việc này truyền vào tiên đình, các lộ tiên đình cường giả hạ lệnh, ai đang nghị luận việc này liền phong ấn miệng, cắt đứt đầu lưỡi, tươi sống chết đói. Thế là trên con đường, liền có nhiều dùng mắt nhìn nhau, lại không lên tiếng phát người, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Tiên đế cùng tạo hóa, đan huyền tử, nguyên anh, hỏa linh bọn người rốt cuộc khởi hành, tiến về thiên uyên. Thiên tiên giới sứ giả long đại trưởng lão cũng ở tại hàng. Khoảng cách ước định thời hạn còn có hai ngày, trên đường vừa đi vừa nghỉ, ngày thứ hai đến thiên uyên, thời gian vừa vặn đám người một đường thưởng thức cảnh trí trong bất tri bất giác đi vào thiên hải bên trên tạo hóa trí tôn cười nói trên biển có tiên sơn tên là thúy loa đảo cảnh sắc rất là yêu mỹ có thể tiến đến nhìn qua mọi người đi tới thúy loa đảo bên trên quả nhiên cảnh sắc tú lệ là tiên đình không có kỳ cảnh khiến cho dòng người ngay cả vong phản trong bất tri bất giác liền quên trong lòng yêu phiền tạo hóa trí tôn cười nói bệ hạ xin mời mượn bước nói chuyện thần biết có một chỗ cảnh sắc tuyệt hảo chi địa ngoại nhân không biết vậy Tiên đế trí tôn đi theo hắn, chỉ gặp thúy loa đảo đường đi khúc chiết, như là trong ốc biển bộ giống như uốn lượt, khắp nơi đều là cảnh trí, quả thật khúc kính thông u, u chỗ thông thánh. Tạo hóa sư thúc quả nhiên kiến thức uyên bác, vậy mà biết còn có dạng này một cái chỗ đi. Tiên đế quan sát bốn phía cảnh trí, không chịu được khen, nơi đây đẹp không sao tả xiết, tiên đình cảnh sắc cùng nơi này so sánh, tục rất nhiều. Tạo hóa trí tôn cùng tiên đế sánh vai mà đi, cười nói, bệ hạ có chỗ không biết, thúy loa đảo còn không phải đẹp nhất địa phương nó tại ta đi qua tiên sơn trong phúc địa, nhiều nhất chỉ có thể đứng hàng thứ ba. Tiên đế động lòng hiếu kỳ, nói còn có hai nơi địa phương ra sao. Tạo hóa trí tôn không có trả lời, chuyển biến đề tài nói, bệ hạ, lần này thiên tiên giới long đình sứ giả đến đây, bằng vào ý kiến của ta, hẳn là không có hảo ý. Hơn phân nửa là bọn hắn không làm gì được tổ thần, bởi vậy muốn từ địa tiên giới nội bộ công phá chúng ta. Tiên đế thở dài, sư thúc, ý của người ta đều hiểu, thiên tiên giới khẳng định không có hảo ý, nhưng chấm lại có thể làm sao. Chấm nếu là không lá mặt lá trái, long đại tại chỗ liền có thể giết sạch tất cả chúng ta. Sư thúc cũng đã gặp bản lãnh của hắn, hắn có thực lực này. Tạo hóa trí tôn nói, như vậy, bệ hạ tâm ý là. Tiên đế nói, chấm coi là, chúng ta đi đầu cùng đối phương thành lập liên hệ, phế bỏ đạo văn phù văn, học tập đối phương táng hóa pháp môn, tu hành bỉ ngạn đại đạo. Chúng ta bây giờ nhỏ yếu, trước đầu hàng, đợi đến chúng ta học xong đối phương đồ vật, cường đại lên, lại phản kháng. Tạo hóa trí tôn nhắm mắt theo đuôi, nghiêm mặt nói, bệ hạ, đối phương truyền đến táng hóa pháp môn, bị ngạn đại đạo, làm sao biết không có cửa sau. Mà lại, nếu như mọi chuyện đều học đối phương, táng hóa đằng sau, huyết mạch đều sửa lại, phương thức tư duy đều biến thành đối phương phương thức tư duy, ai còn nhận chính mình là nhân tộc. Xin mời bệ hạ nghĩ lại, tiên đế hỏi, sư thúc coi là chính xác biện pháp là cái gì? tạo hóa trí tôn nói thần coi là nên giải mã táng hóa pháp môn giải mã bỉ ngạn đại đạo năm đó long đình thời đại long tộc đối với táng hóa pháp môn cùng bỉ ngạn đại đạo hoàn toàn không biết gì cả cho nên thúy nham đột kích long đình sụp đổ như vậy hủy diệt nhưng về sau hạo thiên đế giải mã thúy nham thạch khắc lĩnh ngộ thái nhất khai ngộ mở ra nhân tộc tiên đình thời đại cứ việc đã trải qua đạo khóc nhưng không có ủ thành đại hủy diệt hiện tượng nói rõ bản thổ hóa bỉ ngạn đại đạo hoàn toàn chính xác hữu hiệu Bệ hạ, hắn dừng một chút, nói: hiện nay là một trận nguy cơ, đồng thời cũng là một trận kỳ ngộ. Nếu như chúng ta có thể đem nắm lần này kỳ ngộ, đem bỉ ngạn đại đạo bản thổ hóa, chúng ta thế tất có thể cùng thiên thiên giới địa vị ngang nhau. Ta xem hứa ứng lần này ngóc đầu trở lại, liền đem bỉ ngạn đại đạo bản thổ hóa, hóa thành bản thổ thái nhất, thái thượng, thái thương các loại đại đạo, bởi vậy mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiên đế thản nhiên nói: như vậy sư thúc, người để chấm nên làm như thế nào đâu? sư thúc sẽ không coi là cùng hứa ứng hóa giải ân oán hướng hắn thỉnh giáo là có thể giải quyết vấn đề này a à? ngươi sẽ không tính toán để chấm hướng về thiên hạ người nhận lầm bái hứa ứng là tân đạo đạo tổ a à? tạo hóa sư thúc người đem chấm mặt mũi đặt tại nơi nào tạo hóa trí tôn hay là chưa từ bỏ ý định nói bệ hạ nhất thời vinh nhục không cần phải nói cùng thiên tiên giới cấu kết đối phó tổ thần tự hủy môn hộ mới là vạn kiếp bất phục bệ hạ nghĩ lại Tiên đế mỉm cười nói, sư thúc, loại này ngây thơ lời nói không cần phải nói. Chúng ta đi thôi, đừng cho người bên ngoài sốt ruột chờ. Hắn đi ra ngoài, lúc này phía trước một đoàn quang mang xoay tròn, quy đạo ngọc bàn đột nhiên xuất hiện, phòng bế đường đi của hắn. Tiên đế nhíu mày, nói, sư thúc, ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn là của ta đối thủ. Phía sau hắn, tạo hóa trí tôn lắc đầu nói, mạnh sơn minh, ngươi sẽ đem địa tiên giới đưa vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, Hôm nay người ta sẽ chỉ có một người sống mà đi ra nơi này. Cái kia quy đạo ngọc bàn xoay tròn một vòng, liền gặp đất trời bốn phía thay đổi lớn, đã không tại thúy loa đảo có khác một mảnh tạo hóa chi đạo hình thành thời không? Tiên đế xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nói, sư thúc không có ngay từ đầu liền đối với ta thống hạ sát thủ, hẳn là còn đối với ta tồn tại có hy vọng, mong mỏi có thể khuyên ta hồi tâm chuyển ý. Đạo tâm của ta vững chắc, không phải ngươi có thể khống chế. Hắn thôi động tam đại động nguyên. Trong động nguyên hiện ra 13 đạo cảnh, mỉm cười nói, sư thúc, không cần không biết lượng sức. Tạo hóa trí tôn đột nhiên vươn người đứng dậy, thôi động tạo hóa quy đạo công, hướng hắn công tới. Tiên đế chí tôn thôi động 13 đạo cảnh, điều động động nguyên chi lực, hai đại trí tôn giao phong trong nháy mắt, Tạo hóa trí tôn liền phát giác được tu vi của mình không bằng đối phương thâm hậu. Thu hoạch hứa đạo tổ tiên đế, về mặt pháp lực đã viễn siêu với hắn. Bất quá hắn tạo hóa chi thuật hoàn toàn chính xác thần diệu vạn phần tiên đế cùng hắn giao phong trong nháy mắt liền chỉ cảm thấy các đại đạo cảnh dục dịch các từ hứa ứng các đại cảnh giới cũng đang động giao động lại muốn từ trong cùng cảnh giới sinh ra hứa ứng nhục thân nguyên thần cùng tạo hóa lão tập động thủ nếu là không có khả năng tốc chiến tốc thắng chết liền có thể là ta không có nhược điểm đều có thể bị hắn chế tạo ra nhược điểm tiên đế trí tôn vừa sợ vừa giận không nói lời gì tế lên ngũ trang quan nhân xâm quả thụ bá một tiếng đánh tới tạo hóa trí tôn tế lên quy đạo ngọc bàn Ninh tiếp nhân sâm quả thụ đạo quang, chính mình thì xông đến tiên đế chí tôn bên người, hai người chiêu pháp thần thông liên tiếp va chạm, tạo hóa chí tôn bị tiên đế cái kia cực kỳ cường hãn pháp lực chấn động đến liên tục ho ra máu. Tiên đế đang muốn thống hạ sát thủ, đột nhiên chính mình nửa người huyết nhục dữ tợn, đang có dạng cây huyết nhục sợi dễ xé rách chính mình nửa người, mọc ra. Đó là hắn lúc trước cùng nhân sâm quả thụ dung hợp, lưu lại đạo thương, sau khi được tạo hóa chí tôn chữa trị, không nghĩ tới bị hắn lưu lại chuẩn bị ở sau tạo hóa trí tôn máu me khắp người, cười ha ha, hướng hắn đánh tới, hiền chất, người so ta, hay là kém một bậc. Tiên đế sắc mặt âm trầm, đợi cho hắn bổ nhào giữa không chung, trong lúc bất chợt linh quang chợt hiện, một đạo bất diệt linh quang hình thành nguyên thần một trưởng vỗ ở trên người hắn. Tạo hóa trí tôn đạo pháp bị dễ như trở bàn tay giống như phá vỡ, lập tức thân hình nhảy lên, cùng quy đạo ngọc bàn hòa làm một thể, lại lần nữa đánh tới, viễn tổ nguyên thần. Bị ngươi luyện thành, bất quá, coi như ngươi có thể giết ta, cũng sẽ lưu lại đạo thương. Ngày mai đánh với hứa ứng một trận, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên đế vừa sợ vừa giận, tại tạo hóa chi lực ảnh hưởng dưới, nửa người huyết nhục xé rách, điên cuồng sinh trưởng, thậm chí ngay cả hắn viễn tổ nguyên thần cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu sinh ra sợi rễ cùng thân cây. Người muốn chết, tiên đế dốc hết có khả năng, thôi động viễn tổ nguyên thần, nghinh tiếp tạo hóa chi tôn. Oanh, sáng tỏ không gì sánh được đạo quang, xé rách mảnh này tạo hóa thời không. Đợi cho quang mang tán đi, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, quy đạo ngọc bàn ngã xuống, mặt kính vỡ ra. Tiên đế trí tôn sắc mặt tái nhợt, nửa người cùng nửa cái nguyên thần suy bại, bị tạo hóa chi lực ảnh hưởng, sinh ra nhân sâm quả thụ sợi dễ cùng thân cây, hành động gian nan. Minh tôn, lần trước, mệnh của ngươi là ta cứu. Ta muốn đem ngươi biến trở về cứu ngươi trước đó bộ dáng. Tạo hóa trí tôn đứng ở trước mặt tiên đế, trên mặt tươi cười, đột nhiên nhục thân nguyên thần sụp đổ, hồi phi yên diệt chương 1158, thu hoạch tiên đế. Tiên đế thu hồi ánh mắt, lại tính một quẻ, trận chiến này đại cát. Hắn an định tâm thần, thở phào một hơi, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bờ bên kia những trí tôn cấp cường giả kia. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng mình bên người còn có đan huyền tử. Đan huyền tử thực lực tu vi, ở trong thập nhị diệu đứng hàng thứ năm, hắn mặc dù không phải đặc biệt cường đại, nhưng có hắn tại bên cạnh mình, liền cho thấy chính mình vẫn như cũ có người duy trì. Chỉ là hứa ứng, Lúc này, Tiên đế khóe mắt nhảy lên một chút, đột nhiên nhìn thấy Thiên Uyên hai bên bờ cái kia ô ương ô ương trong đám người, có một người dường như Đan Huyền tử thân ảnh. Hắn vội vàng lại nhìn, cũng đã đã mất đi tung tích người kia. Hắn quay đầu nhìn lại, Đan Huyền tử ngay tại bên cạnh mình, để hắn không khỏi nhớ tới Đan Huyền tử đạo pháp thần thông. Đan Huyền tử am hiểu phân thân chi thuật, hóa thân đại pháp. Hắn am hiểu nhất chính là lấy một hóa vạn, dĩ giả loạn chân. Lúc trước nhân gian giới tổ thần thánh tôn bị trọng thương đan huyền tử lấy một hóa vạn tìm tới hai người hắn bởi vì tìm nhanh nhất bị nguyên vị ương lái thuyền đụng thành tàn phế như vậy bên cạnh ta cái này đan huyền tử đến cùng là chân thân hay là hóa thân tiên đế toát ra ý nghĩ này muốn suy tính nhưng lại không dám tính thần toán cũng không phải là không gì không biết thần toán chỉ có tại cần minh xác một việc lúc mới có thể đi suy tính tiền căn hậu quả đã hơn một lần là tại thiên uyên tử đồng tiên tử chính là dùng tự chém chi thuật, đến đem hắn che đậy. Việc khác sau mới tính ra bản thân cảm bẫy luân hồi bị phá. Về phần đan huyền tử là thật là giả, hắn còn cần tính toán mới có thể biết. Chỉ là, nếu như tính ra đan huyền tử chỉ là một cái phân thân, vậy liền đối với hắn đã kích quá lớn. Khi đó hắn, liền thật là một cái độc tài, không có nhi nữ, không có bất kỳ cái gì bằng hiếu, không có bất kỳ cái gì đối với mình trung thành tuyệt đối thần tử. Đan huyền tử thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, trung can nghĩa đảm, nói, bệ hạ yên tâm, thần nhất định cùng bệ hạ cùng tiến lùi. Tiên đế mặt không biểu tình, nói tốt, tốt. Trong lòng của hắn yên lặng nói, nhưng là, chỉ cần ta đánh chết hứa ứng, ta liền như trước vẫn là tiên đế, vẫn như cũ là vạn chúng chú mục, vẫn như cũ là đại quyền trong tay. Những địch nhân này, liền sẽ tan đàn xẻ ngẽ, bọn hắn thậm chí còn có thể đầu nhập vào ta tiên đình, ở dưới tay ta làm quan. Hắn nghĩ tới nơi này, trong lúc bất chợt phát hiện tới những cao thủ này vậy mà không người tại hắn trong chiều làm quan liền ngay cả ninh trọng thiên tôn cũng không còn là hắn tiên đình thiên tôn tại hắn tiên đình bên ngoài đã tạo thành một thế lực khổng lồ thực lực viễn siêu tiên đình thậm chí ngay cả đệ tử của hắn tổ long triệu chính cũng làm phản rồi hắn trở thành đối phương một thành viên đều là loạn thần tặc tử tiên đế chí tôn trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt không nói lời gì liền đem tứ đại động nguyên tế lên phía sau hắn tứ đại động nguyên bộc phát sáng rực lóa mắt hắn cần lớn tiếng dọa người đem hứa ứng đường xa mà đến cảm giác áp bách gọt đi lúc này hai đôi mắt nhao nhao hướng hắn xem ra sắc mặt cổ quái tiên đế không hiểu quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy chính mình tứ đại động nguyên sáng tỏ đến cực điểm nhưng mỗi một cái sáng tỏ trong động nguyên đều xuất hiện một đạo bóng ma đó là động nguyên vết rách tại hắn đem những này động nguyên lực lượng thôi phát đến cực hạn lúc những vết rách này cũng theo đó hiển hiện ra hắn không phải tân đạo đạo tổ sao có người khó hiểu nói tân đạo đạo tổ vì sao ngay cả chính mình động uyên đều không có còn cần dùng người khác rách dưới động uyên lời vừa nói ra một mảnh xôn xao tân đạo cùng lúc trước con đường khác biệt nội luyện động uyên động uyên tự thành chính mình luyện thành động uyên là tự thân chỗ tu chỉ đại đạo biểu hiện coi như bị người đánh vỡ cũng có thể chữa trị mà tiên đế động uyên lại ở vào tổn hại trạng thái tiên đế đối ngoại tuyên bố mình mới là tân đạo đạo tổ hoàn toàn chính xác cũng không ít người tin dù là lâu minh ngọc bọn người thay mặt hứa ứng truyền đạo đem hứa ứng mới là tân đạo đạo tổ sự thật truyền bá ra ngoài cũng vẫn là có người sẽ tin tưởng tiên đế mới là tân đạo đạo tổ bởi vì tiên đình đại biểu cho quyền uy tiên đế chính là tiên đình quyền uy biểu tượng nhưng bây giờ tiên đế tế lên cái kia bốn cái tổn hại động uyên liền lập tức để cho người ta nhìn ra hắn cái này tân đạo đạo tổ đến cỡ nào hư giả ngay cả một cái hoàn chỉnh động uyên đều không có còn tân đạo đạo tổ đâu trong đám người có người cười khẩy nói cái gì tiên đế chí tôn dùng động nguyên đều không phải là chính mình còn không bằng ta tiên đế chí tôn nhặt phe trai a